chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 327, là một cao thủ. MC chạy được nửa đường, đột nhiên nghe một câu ấy, suýt chút nữa ngã lăn quay xuống đất. Cảm giác như mình đã dẫn sói vào nhà. Kết quả lại nghe thấy âm thanh sung sướng của đạo diễn thét liên tục vào tai qua tai nghe, địch, cuối cùng cũng có đứa lên thay hả. À? Mau xếp cho nó ra đấu đi, tao chiếu quảng cáo được 5 phút luôn rồi. MC gần như muốn lộn nhào lên sân, cùng lúc đó Đỗ Minh đại diện cho toàn bộ mọi người có mặt trong nhà thi đấu bày tỏ nghi vấn anh là ai. Chủ lực mệt mỏi, anh là người thay. Diệp Thu Thong rong trả lời, mọi người trong nhà thi đấu cười vang, tất cả đều bàn tán xem đây có phải là người của bên tổ chức đưa lên không. Lúc này MC cũng đã lao được lên sân khấu, đèn chiếu xuống, thở cũng chẳng xong nhưng vẫn quyết đoán tuyên bố, người khiêu chiến thứ hai lên đài. MC muốn đục nước béo cò, mau chóng chấm dứt màn hát bè qua lại trước đấy của hai người. Tuy gã cảm thấy kẻ mới lên cũng là một thằng thích gây rối, trong lòng đã có dự cảm xấu, cơ mà bước từng đâu tính tới đó vậy. Vì thế, người khiêu chiến thứ hai ngay cả chàng vỗ tay khách sáo cũng chả nhận được. Ai nấy đang hoang mang, đến làm thế nào thằng trả chui được lên sân họ còn chẳng biết. Đỉnh đô tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng, hoạt động ngôi sao tụ hội lần này quả thực hỗn loạn, mọi người được mở rộng tầm mắt. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Diệp Tu nói, ông anh phải vào trò chơi chứ. Đỗ Minh buồn bực, giờ thì hắn cũng bó tay, cũng không thể khăng khăng buộc cô bé xinh đẹp kia xuất hiện nữa. Ý, xin lỗi, chờ chút hén diệp tu nói sau đó thanh âm truyền ra như thế này đưa anh tài khoản không cần để em đừng quậy nữa mau đưa cho anh không cho bíp mọi người đang trợn mắt há mồm loa trên bục đấu đã bị tắt bíp lại được mở lên tiếng tranh đoạt đứt quãng truyền ra ha ha xin mọi người chờ chút có lẽ xảy ra chút sự cố khi nhân viên của chúng tôi giao thẻ cho người khiêu chiến lần này mc vừa lau mồ hôi vừa nói sảng cả khán đài lập tức vang lên tiếng mắng mỏ có cần lên xem thử không nhỉ? MC đang lầm bầm, màn hình rốt cuộc xuất hiện cửa sổ trò chơi, pháp sư chiến đấu đã đăng nhập. Thêm điểm kỹ năng kiểu gì vậy? Mới nghe được nửa, biết một phát, loa lại bị đóng. Đỗ Minh thật sầu não, cảm thấy vận số hôm nay của mình quá kém, cứ gặp phải những chuyện loạn hết cả lên. Còn đang phiền lòng, bên kia đã đăng nhập và gửi lời mời khiêu chiến sang. Đỗ Minh sốc tinh thần chấp nhận, mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng không dám lơ là nữa. Thể diện bị mất lúc trước còn chưa lấy về hết, lần này quyết không để thua. Bản đồ vẫn chọn ngẫu nhiên, sau khi hai người đều sẵn sàng, ngay lập tức được chuyển đến sân đấu, nhân vật của cả hai cùng xuất hiện ở hai góc. Cha cha, vị trí khéo đấy, bên bục đấu có một khung cửa sổ, tuyển thủ vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ ảnh chiếu 3D. Có điều thưởng thức bằng hai mắt sướng rồi, ánh mắt Diệp Tu vẫn chuyển về màn hình máy tính. Người điều khiển không thể nào chỉ nhìn ảnh chiếu 3D mà thao tác vị trí cố định sẽ mang đến rất nhiều góc chết trên bản đồ kiếm khách đỗ minh đã lao đến tâm tình hầm hực hắn sắp dùng trận đấu này để phát tiết chẳng cần xem người khiêu chiến là ai đỗ minh không nhường nhịn gì nữa đến kìa đường nhu nhắc nhở diệp tu biết rồi diệp tu nói xong vẫn ở đó lật xem trang bị và kỹ năng xem qua vài trận dựa vào tố chất của diệp tu thuộc tính và kỹ năng của pháp sư chiến đấu này đã áng chừng được xem xem giờ đảo qua chỉ để xác nhận phán đoán của mình thôi Bản đồ cũng không lớn, Diệp Tu vừa xem hết, kiếm khách Đỗ Minh đã đúng lúc vò tới trước mặt. Kiếm khách đang chạy nhanh, chợt mở đầu bằng tam đoạn chảm, lao tới pháp sư chiến đấu của Diệp Tu với tốc độ rất nhanh. Chiều mở đầu này, Đường Nhu đã từng trải nghiệm mấy lần, cũng không tính khó ứng phó, nhưng giờ cô tò mò Diệp Tu sẽ đáp trả ra sao. Kết quả nhìn thấy Diệp Tu không hề ứng phó gì. Khi kiếm thứ nhất của tam đoạn chảm chém xuống, pháp sư chiến đấu của Diệp Tu vẫn đứng yên. Chỉ thấy đường kiếm sáng lướt qua mặt, không hề có chút thương tổn nào. Đỗ Minh bàng hoàng, hắn không biết đó là trùng hợp hay đối phương đã nhìn thấu khoảng cách của một kích vừa nãy, nếu thật sự nhìn thấu. Pháp sư chiến đấu nghiêng bước sang phải một bước, Đỗ Minh lập tức biết đây không phải trùng hợp. Một bước này, với khoảng cách hiện tại của hai người, ấy chính là góc chết mà kiếm thứ hai của tam đoạn trảm không chém tới. Thời điểm bước ra, chiến mâu dơ lên, thiên kích tung ra. Đỗ Minh coi như có phòng bị, tức thì cưỡng chế hủy bỏ tam đoạn trảm, định dùng đỡ đòn ngăn thiên kích. Ai ngờ di chuột hất kiếm đỡ mới nhận ra góc độ chiêu thiên kích của đối phương rất xảo quyệt, e rằng đỡ đòn sắp sửa không cản được. Một tiếng phập vang lên, chiêu thiên kích nọ quả nhiên đến trước đỡ đòn, hất bay kiếm khách của Đỗ Minh giữa không trung. Đây chỉ là một màn mở đầu nhỏ, nhiều khán giả có mặt còn chưa chú tâm vào, nhưng bên tuyển thủ chuyên nghiệp đều đã trợn trừng mắt. Một bước di chuyển, một kỹ năng thiên kích cùi nhất, thế mà đã chuẩn xác bắt được sơ hở của Đỗ Minh, đâm ngay một nhát không thể đề phòng được. Là một cao thủ rất nhiều người bất chợt nghĩ thế, nhưng chỉ dựa vào một chiêu như vậy đã kết luận, không khỏi có chút võ đoán. Kinh ngạc qua đi, các tuyển thủ thu hồi tâm trạng pha trò của mình, bắt đầu theo dõi một cách nghiêm túc. Bị thiên kích đánh bay, đỗ minh cũng không rối loạn, bởi hắn thực sự rất chú tâm vào trận này. Ở không trung nhẹ nhàng điều chỉnh thân mình, lập tức vung một chiêu ngân quang lạc nhẫn, buộc nhân vật xoay về phía dưới. Ai ngờ ngay thoáng chốc đáp xuống đất, trước mắt đã trống trơn, pháp sư chiến đấu đã biến mất tất cả khán giả lại thấy rõ trong chớp mắt ngân quang lạc nhẫn rơi xuống pháp sư chiến đấu nọ đã vòng ra sau hắn mà ánh mắt sắc bén của các tuyển thủ còn phát hiện thêm rằng bước di chuyển ấy thoáng chốc đã tránh được góc nhìn của kiếm khách là một bước nằm trong góc chết của đỗ minh là che ảnh bước đấy không ít người kêu lên thằng trả rốt cuộc là ai nơi nơi đều là cảnh tượng hai mặt nhìn nhau ra liên tục hai thao tác cấp cao khiến cho nhóm tuyển thủ càng khẳng định thân phận cao thủ của người này Mọi người không xem hình chiếu 3D nữa, chuyển hết xem màn hình điện tử. Hình chiếu 3D tất nhiên hoành tráng hơn, nhưng chỗ quan sát cố định nên góc nhìn cũng cố định. Bây giờ, nhóm tuyển thủ cần phân tích thực lực của người khiêu chiến thứ hai qua nhiều góc nhìn. Đỗ Minh cũng không phải tay mơ, Ngân Quang lạc nhẫn xong thấy trước mặt không có ai, lập tức đoán được đối phương ở phía sau. Tức thì lăn người lên trước, xoay 180 độ ra rút đao chạm. Chiêu thức ấy lưu loát vô cùng, khán giả đang chuẩn bị vỗ tay, Chợt thấy pháp sư kia nghiêng người lao đến, đón lấy kiếm khí của rút đao chạm, ngay khi tất cả cho rằng hắn ta nhất định sẽ bị kiếm khí gây thương tích, kết quả nhìn thấy hắn xuyên qua kiếm khí. Thừa lúc kiếm khách bị cứng người sau khi thu rút đao chạm, áp sát ra một chiêu long nha. Đám khán giả chuẩn bị vỗ tay lập tức ngơ ngẩn, lại nói tiếp, các bước di chuyển để dùng thiên kích và che ảnh bước trước đó của Diệp Tu đều rất tỉ mỉ, trình độ của người chơi thường không thể nhìn ra sự lợi hại trong đấy. Nhưng lần xuyên qua rút đao chạm này lại khá trắng trợn, không ít người biết thao tác ấy. Pháp sư chiến đấu xuyên qua kiếm khí, thật ra chỉ là tàn dư của rút đao chạm, vào khoảnh khắc nhân vật xuyên qua, phán định thương tổn đã biến mất. Xong, muốn nắm bắt được thời cơ ấy lại rất khó. Sớm, phán định còn, tự nhiên sẽ bị bổ chúng, muộn, tuy không bị chém chúng, nhưng cũng không cách nào bắt kịp thời gian cứng người sau khi thu chiêu rút đao chạm. Rút đao chạm là kỹ năng cấp thấp, cứng người sau khi thu chiêu chỉ diễn ra một khoảng ngắn ngủi, cần phải bắt được nó trong vòn vẹn thao tác khó nhận ấy, người khiêu chiến kia thật sự làm được. Long nha đâm đến, kiếm khách chẳng mảy may phản ứng, rõ ràng không phải Đỗ Minh không muốn tránh, mà vì người nọ đúng lúc bắt kịp thời gian cứng người, hắn muốn tránh cũng không được. Sự phấn khích lúc bấy giờ không chỉ mình tuyển thủ chuyên nghiệp có thể nhìn ra nữa. Nhưng, vỗ tay tiếp ư, hai tay vốn định khen ngợi chiêu rút đao chảm của Đỗ Minh giờ đơ giữa không chung. Người khiêu chiến đánh rất đặc sắc không phải giả, nhưng đối thủ của người nọ lại là thần tượng mà khán giả sân nhà muốn cổ vũ, mọi người kỳ bao quyết không vỗ tay. Tuy nhiên, có một số người bất chấp tất cả, thấy hay bèn lớn tiếng khen ngợi. Ví như Trần Quả, cô vốn không phải fan luân hồi, lại biết người đang đánh ở kia là Diệp Tu, thế còn xoắn suýt gì. ủng hộ tuyệt CMN đối, ngay vào lúc Long Nha đâm chúng, cô hò hét và vỗ tay, cứ như Đỗ Minh đã bị một phát chết luôn vậy. Kiếm khách chúng Long Nha, tất nhiên lại đông cứng một hồi, Diệp Tu lại vứt một cái thiên kích. Kiếm khách lại bay lên cao, nhưng ngân quang lạc nhẫn chưa đóng băng xong, Đỗ Minh không thể diễn lại trò cũ, chỉ có thể vội chỉnh góc nhìn xem thử đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì. Kết quả, không có người, là che ảnh bước, trong nháy mắt ấy, Đỗ Minh cũng nhận ra, hắn muốn khóc tới nơi rồi, hắn nhận ra đây cũng là một đối thủ khó nhân. Màn khiêu chiến này sao cứ vậy hả? Liên tiếp xuất hiện những người chơi mạnh đến bất ngờ, còn chúng ngay lượt của mình nữa. Ngay cả che ảnh bước cũng đã lên sàn, chắc chắn không phải một người mới biến thái, mà là một cao thủ chân chính. Trường 328 không thể phản kích, liên chớp, lạc hoa trưởng, viên vũ côn, đi đôi với những kỹ năng ấy, còn có ma pháp huyến văn đủ thuộc tính đang bay lượt, không phân rõ màu mà quấn quanh chiến mâu, nằm sắc màu trông rất đẹp. Còn Đỗ Minh thì sao? Đối với những công kích này lại không thể làm gì. Điều kỳ diệu của che ảnh bước chính là đây, ẩn trong góc chết tầm nhìn lơ lửng của đối phương mà công kích họ đỗ minh biết mình bị công kích xong vì không nhìn thấy nên không đoán chính xác được bị mấy kỹ năng cấp thấp đánh trúng cuối cùng bị viên vũ côn ném ngã trên đất mấy cái huyễn văn nổ tung trên người kiếm khách của hắn hp lập tức bị tụt xuống một đoạn tên này rốt cuộc là ai đỗ minh thầm hoảng hốt che ảnh bước đây không phải kỹ xảo mà người thường có thể làm được bạn cần phải có kinh nghiệm phong phú làm nền trước những người không hiểu biết và nghiên cứu sâu về vinh quang khó mà thành thạo được nó với trình độ che ảnh bước của người khiêu chiến trước mắt này đỗ minh không vội kết luận nhưng ít ra có hai lần mình bị hắn ta che mất dấu rồi nếu đây không phải đánh bậy đánh bạ mà thật sự là dễ dàng thi triển ra vậy trình độ che ảnh bước của người này thật đáng sợ đối thủ vừa rồi chỉ là một người mới không biết sử dụng kỹ năng cấp cao mà đối thủ bấy giờ lại là một cao thủ có thể sử dụng che ảnh bước với mình tuyệt đối không thể khinh thường thái độ của đỗ minh ngày càng nghiêm túc tuy đây chỉ là một trận diễn của ngôi sao cuối tuần nhưng vì màn mở đầu trước đó nên đỗ minh không muốn thua trận hắn nhanh chóng thao tác kiếm khách bị ném ngã vội lăn sau đứng lên không đoạt thế công ngay mà lùi về bằng hai cú nhảy sau hành động lùi lại này như đang lẩn trốn và né tránh đỗ minh cũng biết nó có hơi mất mặt hắn dường như nghe thấy vài tiếng chửi mắng có điều trốn còn đỡ hơn thua đỗ minh sâu sắc cảm thấy tên khiêu chiến này không hề đơn giản cũng không phải một người chơi thường trong suy nghĩ của mọi người trước khi chưa thăm dò được trình độ sâu cạn của đối thủ hành động giành thế công trước chắc chắn sẽ rất liều lĩnh hắn nổi danh là cuồng kiếm sĩ nhưng cuồng này là chỉ sự phóng túng của hắn không phải ám chỉ hắn rất cuồng vọng đỗ minh biết mình chỉ là một trong số những tuyển thủ chuyên nghiệp trên tầm trung mà thôi trong cái vòng vinh quang rộng khắp này nói không chừng sẽ có người chơi đạt tới tiêu chuẩn nghề nghiệp chiến đấu cùng đường nhu đỗ minh thể hiện được rõ kỹ thuật cấp chuyên nghiệp mà khi đối mặt với diệp tu hắn cảm nhận được áp lực rất lớn chỉ dựa vào kỹ thuật thì hắn không tin lắm hắn còn phải sử dụng cả chiến thuật nữa tạm thời lui về sau tránh mũi nhọn của đối thủ giành lại thế chủ động chính là cách lựa chọn chiến thuật tốt nhất hiện tại sau khi Đỗ Minh hành động như vậy chịu không ít tiếng khinh bỉ từ phía khán giả nhiều người chơi trình độ có hạn loại kỹ xảo che ảnh bước cao cấp này đừng nói là họ dẫu có là tuyển thủ chuyên nghiệp không phải người trong cuộc cũng khó nhận ra che ảnh bước bây giờ tất cả tuyển thủ đều đoán được là bởi vì họ xem tận nơi quan sát được nhiều góc độ từ màn hình điện tử, nên họ có thể rút ra kết luận như vậy. Nếu chỉ dán mắt vào hình chiếu 3D, chưa chắc họ có thể phát hiện nó. Thời điểm cả nhà thi đấu vang vọng tiếng chửi mắng, sắc mặt của đám tuyển thủ ngày càng trầm trọng. Giống như Đỗ Minh, họ phát hiện người khiêu chiến này không tầm thường. Có ít người còn dò xét trong hàng ghế của mình, hoài nghi có đứa nào lén lút chạy xuống giải trí không. Kết quả quét một vòng, tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngồi yên trong đội, ngoại trừ Đỗ Minh, không thiếu ai cả. Tiếp theo sẽ thế nào đây? Trong sự chờ mong của mọi người, Đỗ Minh lựa chọn né tránh trước, nhưng đối thủ của hắn, người khiêu chiến thứ hai pháp sư chiến đấu quả quyết xông lên ngay lập tức. Chiến mâu run lên, lại là Long Nha, rõ ràng tên này không phải người mới, lại giống hệt mỹ nữ người mới kia, chỉ thi triển những kỹ năng cấp thấp. Có điều, không ít tuyển thủ chơi pháp sư chiến đấu cũng phát hiện, cách thêm điểm kỹ năng của pháp sư chiến đấu này rất lộn xộn, e là do mỹ nữ mà mới vừa rồi không biết mấy kỹ năng cấp cao nên tăng mắc kỹ năng cấp thấp còn những kỹ năng cấp cao chưa từng dùng thử kia không biết cô nàng bỏ bậy bạ gì rồi cách thêm điểm kỹ năng không phải chỉ đòi hỏi mỗi tổn thương cấp kỹ năng tăng thì những thứ khác ngoài thương tổn cũng tăng theo ví dụ như kỹ năng sơ cấp thiên kích cấp càng cao hiệu quả lơ lửng càng tốt thêm điểm vào nó chẳng ai mong chút thương tổn được nâng đó cả tất cả chỉ cần hiệu quả lơ lửng của kỹ năng mà thôi mà đạt tới cảnh giới tuyển thủ chuyên nghiệp thì cách thêm điểm càng tỉ mỉ hơn căn cứ vào trình độ thao tác và đấu pháp của từng người mà yêu cầu mức độ lơ lửng sẽ khác nhau. Người cảm thấy hiệu quả lơ lửng của thiên kích cấp 7 là đủ, người lại cảm thấy cấp 9 hay 10 vẫn còn thiếu. Nói tóm lại, trình độ càng cao, càng chú ý tiểu tiết nhiều hơn. Mà pháp sư chiến đấu trước mặt này, tất cả kỹ năng cấp thấp, dù là kỹ năng công kích hay ma pháp huyễn văn, không hề chọn lựa mà tăng mắc hết. Tuy tuyển thủ chuyên nghiệp khi tăng điểm không chỉ cân nhắc tổn thương, nhưng cấp bậc càng cao, tổn thương ắt sẽ càng lớn những kỹ năng cấp thấp tăng mắc trong tay pháp sư chiến đấu lúc này cũng chẳng phải chuyện còn con ví dụ như đỗ minh hiện tại hắn cũng không dám lấy kỹ năng cấp thấp của kiếm khách so đấu với đối thủ tài khoản của hắn không phải tăng bậy hắn dựa vào thói quen của mình mà lựa chọn và phối hợp không dám lấy cứng trọi cứng đỗ minh chỉ có thể né tránh suốt vì thế trong trận này xuất hiện một cảnh tượng có thể đi vào lịch sử cuồng kiếm sĩ đỗ minh không tranh thế công trong trận còn không hề đối mặt tấn công hắn chỉ đang né tránh đợi cơ hội lấy lùi làm tiến tình cảnh như vậy kéo dài gần mấy phút đỗ minh vẫn không cướp được cơ hội phản kích một mực bị áp chế bởi công kích của đối thủ đến giờ mà khán giả còn không phát hiện ra người khiêu chiến này đặc biệt trừ phi là kẻ không hiểu vinh quang dù là trận đấu diễn coi như đỗ minh cố ý nhường cũng không thể nào nhường quá mức như vậy cứ trốn tránh như chuột thấy mèo nãy giờ quá khó coi rồi sao đỗ minh không phản kích tuyển thủ có quan hệ tốt với đỗ minh trong chiến đội luân hồi không nhịn nổi nữa mà thay hắn lo nghĩ cẩn thận chút cũng tốt một người cũng nói phản kích không được ai ngờ người ngồi sát góc chu trạch khải bất thình lình nói một câu sao lại thế mọi người đồng loạt nhìn về phía chu trạch khải chu trạch khải hơi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn màn hình hồi lâu mới nói không có cơ hội không có cơ hội những tuyển thủ không phát hiện được gì đều giật mình chẳng lẽ là hiện tại không phải đỗ minh không muốn phản kích mà cậu ấy không thể phản kích được ư một người kinh ngạc nói rồi lập tức nhìn về phía trận đấu lòng thầm đổ mồ hôi thay đỗ minh không có cơ hội ý là đỗ minh đang bị áp chế hoàn toàn mà cuộc diện này có thể kéo dài lâu như thế nói cách khác nếu đối phương không xảy ra sai lầm đỗ minh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào gã chỉ đổ mồ hôi thay thế còn đỗ minh thì sao trong lòng bàn tay trên trán thậm chí cả sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh mới đầu hắn chỉ né tránh và quan sát hy vọng tìm ra chiêu trò của đối phương phát hiện được sơ hở của đối phương nhưng sau mấy phút hắn phát hiện mình buộc phải né tránh hắn đành tiếp tục quan sát. Vào giờ khắc này, dưới sự công kích của đối phương, hắn ngoài việc né tránh, trong đầu không nghĩ ra biện pháp thứ hai nào ứng phó. Vốn dĩ cục diện do hắn cố ý gây nên, nhưng hiện tại, tự bản thân lại không thể thoát nổi cục diện ấy. Công kích của đối thủ kéo dài không dứt, những kỹ năng cấp thấp liền kề xen lẫn với công kích thường, thỉnh thoảng còn có ma pháp huyễn văn bay tới. Đỗ Minh cố tìm cách phá vỡ cục diện, nhưng mà không có, hoàn toàn không có. Hoặc là năng lực của hắn không đủ, Tóm lại với tình hình hiện tại, hắn cảm thấy phương pháp né tránh là tốt nhất. Nhưng hắn cũng không tránh được trăm phần trăm, luôn sẽ trúng một số đòn công kích. Máu từ vết thương rơi loang lỗ trên đường hắn né tránh, nhìn có chút đáng sợ. Không thể tiếp tục như vậy, phải quyết liều một phen. Đỗ Minh quyết định thật nhanh, hắn quyết định dùng một phương thức mình không nắm chắc, không quá coi trọng mà thử một lần. Vừa quyết định xong, Đỗ Minh đã lập tức ra chiêu, một đòn đâm liên chớp, mũi kiếm vạch ra hai vệt sáng. Vãi, tên ngốc này, sao có thể được chứ? Trên hàng ghế tuyển thủ, Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Đỗ Minh dùng đâm liên chấp, lập tức thở dài. Rồi sau đó chỉ thấy Pháp Sư chiến đấu ở đối diện trợt ra Long Nha, cùng là một kỹ năng cấp 5 như đâm liên chấp. Đừng nói cấp bậc kỹ năng của người ta cao hơn nó. Dù cung cấp, thì đâm liên chấp cũng không mạnh bằng Long Nha. Dùng đâm liên chấp lúc này cho chết à. Hoàng Thiếu Thiên làm nhảm, kết quả giống y lời hắn nói, hai nhát kiếm sắc bén từ tay kiếm khách Đỗ Minh chợt biến mất trong thoáng chốc, mà chiến mâu của Pháp sư chiến đấu đã đâm vào ngực kiếm khách. Mâu rút kéo theo một đường máu đỏ, hiệu quả cứng người ngắn ngủi không hề bị bỏ qua, một chàng công kích liên tiếp lại nối gót. Kiếm khách của Đỗ Minh bay lên trời, lại trong hoàn cảnh không tìm thấy đối phương mà bị đập liên tục, mà lúc này đây, đối phương chợt thay đổi phương thức cũ, dùng lạc hoa trưởng làm chiêu kết thúc. Kiếm khách của Đỗ Minh bay ra ngoài, hắn vội điều chỉnh thân mình giữa không chung, ai ngờ cả người đột nhiên chấn động, lưng hắn đụng vào tường, rồi sau đó bị bắn ngược về trước. Đỗ Minh hãi hùng, hắn nhìn thấy Pháp Sư chiến đấu đứng trước mặt mình, Sải bước đứng nghiêng, hai tay cầm mâu. Ánh sáng sắc nhọn nơi đầu mâu tựa như dần sáng rực. Thôi xong, Đỗ Minh thầm gào rú, kỹ năng cấp 65 của Pháp Sư chiến đấu, hào long phá quân. chương 329, Long Sĩ Đầu, Pháp Sư chiến đấu chưa từng ra bất kỳ kỹ năng nào trên cấp 40, nay rốt cuộc đánh ra một chiêu. Lại còn là đại chiêu cấp 65, hào long phá quân. Nếu chỉ tính công kích vật lý của kỹ năng này, đây chắc chắn là chiêu mạnh nhất của pháp sư chiến đấu. Còn với đại chiêu phục long tường thiên tụ hợp lực lượng ma pháp cấp 70, là một kỹ năng kết hợp công kích vật lý và pháp thuật, tổng thương tổn cao hơn Hẳn Hào Long phá quân, nhưng nếu chỉ tính thương tổn vật lý, nó lại yếu hơn nhiều. Nhìn thấy ánh sáng sắc nhọn trên đầu mâu ngày càng lan rộng, Đỗ Minh biết kỹ năng đang phát động. Hắn muốn tránh, nhưng vừa chạm vào tường, cơ thể bị đông cứng trong khoảnh khắc, hắn không làm được bất kỳ động tác gì. Hiệu quả đông cứng từ cuộc va chạm là mạnh hay yếu, còn phải dựa vào kích tạo nên nó. Lạc Hoa trưởng có khả năng đánh bay mạnh mẽ, tạo ra hiệu quả cứng người do va chạm cực kỳ mạnh mẽ. Đỗ Minh bối rối trong lòng, thao tác liên tục, chỉ hy vọng lúc trạng thái đông cứng giải trừ thì mình sẽ cử động được ngay. Kết quả, hắn chỉ thấy đầu mâu sắc bén chợt sáng lóe, pháp sư chiến đấu cùng ánh sáng kia đột một lao tới. Thoáng chốc đã hóa thành trùng sáng rực, đánh mạnh vào người kiếm khách đang tê cứng. Hào Long phá quân chúng mục tiêu sẽ sản sinh hiệu quả công kích, mà hiệu quả ấy dựa vào bộ phận đánh chúng kia. Một kích đến từ Diệp Tu lao thẳng tới bộ phận trách xuống của kiếm khách Đỗ Minh đang bị bay lơ lửng, lực đánh mạnh mẽ gây thương tổn cao, nhất thời đánh kiếm khách xoay tít lên trời như con quay. Cú xoay cực kỳ nhanh, góc nhìn thể hiện trực tiếp nhất qua màn hình của Đỗ Minh. Không người nào có thể thấy rõ hình ảnh xoay tròn 360 độ với tốc độ cao, dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể. Giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác ý thức và kinh nghiệm để thực hiện thao tác. Đỗ Minh đã làm thế, thân hình xoay tròn giữa không trung đánh ra hai đường kiếm, đó là thao tác bản năng của hắn, hiện tại trông chẳng khác gì đang diễn xiếc. Mà ánh mắt của những người có mặt đều tập trung vào pháp sư chiến đấu của người khiêu chiến. Thanh trường mâu trong tay pháp sư chiến đấu, tay phải cầm phần đuôi kéo về sau lưng, tay trái để chống phía trước, chĩa xéo lên cao. Lại một đại chiêu, đại chiêu của pháp sư chiến đấu cấp 55, nộ long xuyên tim vị Pháp sư chiến đấu mãi không sử dụng đại chiêu nào, giờ sử dụng lại dùng liên tục. Có điều, kiếm khách của Đỗ Minh đang bị Hào Long phá quân đánh bay giữa không trung, xoay chuyển cực nhanh, kích này có thể nhắm trúng mục tiêu ư. Có thể chứ, sự thật chính là câu trả lời tốt nhất, kiếm khách đang xoay tít về nơi cao nhất trượt khượng lại, ngay vào thời khắc sắp sửa rơi xuống, chiến mâu trong tay Pháp sư chiến đấu lao nhanh đến. Một vệt sáng tựa như sấm sét đánh thẳng lên cao, đâm trúng phốc kiếm khách đang rơi xuống. Nộ long xuyên tim, nhưng thứ xuyên tim thật sự lại chỉ là một cột sáng. Trong thoáng chốc chiến mâu chạm chúng kiếm khách, hắn lại bay cao lần nữa, thứ đáp xuống chỉ còn từng giọt máu loang lổ. Màn tấn công kết thúc rồi sao? Chưa đâu, chiến đấu pháp sư sớm đã xảy bước đuổi kịp bóng dáng bay vèo của kiếm khách, chiến mâu hóa thành hình rồng, gầm thét cuốn phăng bụi đất, bay thẳng qua. Đỗ Minh còn chưa từ bỏ, chiêu phục Long Tường Thiên tựa như đã nằm sẵn trong suy nghĩ của hắn. Trong nháy mắt này, hắn cũng đột nhiên ra một chiêu ngân quang lạc nhẫn giữa không trung thân thể kiếm khách đảo ngược rơi nhanh xuống đất có chúng hay không mọi người gần như giật thót tim giờ phút này trong lòng không biết nên thiên vị bên nào chỉ hy vọng màn đau tim này mau có kết quả không chúng ngân quang lạc nhẫn thay đổi hướng bay của kiếm khách giữa trời cơ thể đột ngột rơi xuống đất vừa hay sượt qua cạnh đầu rồng những người từng xem trận tân binh khiêu chiến hôm qua đều cảm thấy màn vừa rồi có chút quen thuộc là lúc tôn tường đánh với hàn văn thanh chiêu phục long tường thiên vốn quyết định thắng bại không phải cũng bị hàn văn thanh thoát hiểm nhờ thao tác ưng đạp chính xác buộc nhân vật dịch chuyển trong không trung sao mà hiện tại một tuyển thủ có trình độ cao trên tầm trung trong liên minh một kẻ khiêu chiến không biết nhảy từ xó nào ra thế nhưng lại tái lập màn kinh điển trong trận so đấu của hai đại thần trận trước đấy đây chính là nơi biến chuyển hàn văn thanh vừa tránh được phục long tường thiên đã lập tức đánh bại nhất diệp chi thu của tôn tường còn bây giờ vẫn chưa tới thời điểm một chiêu định thắng thua nhưng đấy cũng là một cơ hội mà kẻ bị động nãy giờ như đỗ minh khó khăn lắm mới cướp được đại chiêu như phục long tường thiên chắc chắn sẽ thu chiêu rất chậm nếu dùng tam đoạn chảm sau khi đáp xuống đất hắn có thể kịp thời tiến đến trước mặt đối thủ trước khi đối phương thoát khỏi trạng thái đông cứng trong thoáng chốc tránh được phục long tường thiên đỗ minh đã thẩm tính xong xuôi nhìn thấy ngân quang lạc nhẫn của đỗ minh lướt qua đầu rồng đa số khán giả cũng nghĩ như thế kết quả chiếc đầu rồng vốn đã tránh thoát nay đột nhiên khẽ nghiêng giệt như vặn cổ mà chạm phải kiếm khách, rồi sau đó kiếm khách của Đỗ Minh cũng bị đầu rồng ngậm vào miệng. Phục Long tường thiên, chúng kiếm khách còn chưa chết, lòng Đỗ Minh lại đầy khó hiểu, hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong chớp mắt vừa rồi. Khán giả cũng đang ngơ ngác, họ thấy được nhưng lại cảm thấy như mình hoa mắt. Mà trên hàng ghế của tuyển thủ, trong mắt nhiều người đã thoáng ẩn hiện sự kinh ngạc. Long sĩ đầu, là ai đang ở trên bục đấu? Tiếng nói đến từ đội trưởng Hàn Văn Thanh của chiến đội Bá Đồ. Hơn 200 tuyển thủ chuyên nghiệp đều nghe thấy, thậm chí cả khán giả cách khu tuyển thủ không xa cũng nghe thấy. Long Sĩ Đầu, đây là Long Sĩ Đầu ư? Tiếng bàn tán nhanh chóng lan truyền. Đừng nói khán giả, ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp, đa số chỉ nhìn thấy cách thao tác kỹ xảo trong truyền thuyết này của pháp sư chiến đấu thông qua tư liệu hình ảnh, nói chính xác hơn là cách thao tác tinh vi của kỹ xảo. Mà theo họ được biết, hiện tại chỉ có một người làm được cách thao tác của kỹ xảo ấy. Cựu chủ nhân của đấu thần nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu vị đại thần đứng đầu từng rời khỏi sân khấu trong sự khó hiểu của mọi người nay tuyệt chiêu của hắn lại đột nhiên xuất hiện tại ngôi sao cuối tuần là long sĩ đầu thật ư không nhìn lầm đó chứ sao còn chưa chiếu lại hả sao còn chưa chiếu lại hả phía chiến đội lam vũ hoàng thiếu thiên đang bắn rap liên hồi thì ra là thế bên chiến đội luân hồi chu trạch khải vẫn chỉ nói một câu đơn giản như trước còn chiến đội vi thảo vương kiệt hy biểu hiện bình tĩnh nhất anh đã chú ý đường nhu từ rất lâu nên phát hiện được ngay pháp sư chiến đấu kia chính là cô nàng. Rồi khi một cao thủ mạnh hơn chợt xuất hiện, Vương Kiệt Hy đã thầm kết luận trong lòng. Tuyển thủ chuyên nghiệp của mỗi nhà đều bàng hoàng thảo luận, đôi khi có vài hậu bối mới vào nghề còn khó hiểu với phản ứng kịch liệt của mọi người, tức thì sẽ có tiền bối giảng giải cho họ, dẫn họ đi vào thế giới đầy ngạc nhiên cùng mình. Tiếp đấy, nhiều người không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt về phía chiến đội gia thế. Vẻ mặt của đám người gia thế đặc sắc và dối rắm hơn nhiều. Người kinh ngạc, kẻ bàng hoàng, đứa khó hiểu, tên bất an, đủ loại cảm xúc, một số ít còn mang vẻ mặt trầm trọng. Đội phó lưu hạo mặt mày u ám, thấy nhiều người nhìn sang mới vội sửa đổi biểu cảm của mình. Tuyển thủ át chủ bài tôn tường của họ, ánh mắt đầy ngạc nhiên, mặt mày cũng không vui vẻ gì. Cậu ta không cam lòng nhớ lại câu nói mà Hàn Văn Thanh đã nói với mình hôm qua, nếu là Diệp Thu, chiêu phục long tường thiên kia chắc chắn không đánh hụt. Tình hình hiện tại giống y thế, mà phục long tường thiên quả nhiên không đánh hụt. Đây chẳng khác gì đang làm bẻ mặt cậu ta. Long Sĩ Đầu, Tôn Tường dĩ nhiên từng nghe qua nó, cũng biết rõ nguyên lý của những thao tác tinh vi ấy, thậm chí còn từng nghiên cứu thử, nhưng cậu ta vẫn không làm được nó. Có điều theo cậu ta được biết, trận đấu vòng tròn trong 2 năm gần đây, Diệp Thu cũng không dùng đến thao tác Long Sĩ Đầu nữa. Vậy đây chắc chắn là một thao tác rất khó, ý thức, kinh nghiệm, tốc độ tay, thiếu một thứ cũng không được. Tôn Tường cho rằng trình độ của Diệp Thu giảm xuống nên không đánh được Long Sĩ Đầu. Còn mình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sau cùng sẽ có một ngày làm được mà thôi, vậy nên cậu ta không gấp gáp. Thế mà hôm nay, khó trách hôm qua Hàn Văn Thanh bảo nếu là Diệp Thu thì Phục Long Tường Thiên sẽ không đánh hụt. Tôn Tường thoáng nghe thấy lời bàn tán truyền đến từ vài phía. Lại thấy ánh mắt nhìn sang của những kẻ kia, Tôn Tường cảm thấy trong đấy chất chứa đầy khinh khi. Tất cả mọi người như đang nói, quả nhiên, cái thằng kia còn kém xa lắm. Long sĩ đầu, Tôn Tường nghiến răng nhắc lại, nắm chặt quả đấm. Tất cả ngạc nhiên đến quên sạch mọi chuyện, cả bọn dường như đã quên theo dõi tiếp trận đấu trên sân. Trận đấu còn chưa kết thúc, ba đại chiêu chúng hết, kiếm khách của Đỗ Minh mất không ít máu, nhưng hắn vẫn chưa chết. Nguyên nhân tất nhiên là vì đường nhu thêm điểm lung tung. Bởi vì thêm mắc cấp mấy skill cấp thấp, điểm kỹ năng không còn thừa nhiều, cô không coi trọng mấy chiêu cấp cao, nên tăng hết ý chí đấu giả lên mắc cấp, rồi tăng đại các kỹ năng còn thừa vào đại chiêu. Ba đại chiêu thì có học đấy, song đẳng cấp lại không cao, Ba chiêu nối tiếp nhau, uy lực chẳng thể coi thường, nhưng còn khuya mới đạt tới đỉnh cao. Vì thế, sau phục long tường thiên, pháp sư chiến đấu của Diệp Du lại lao tới. Bấy giờ, Đỗ Minh đã mất đi ý chí chiến đấu, mất sạch sẽ. Hắn không hề biết tại sao mình lại bị chiêu phục long tường thiên kia ngọm chúng, ngay cả hắn cũng muốn chạy đi tìm video thu hình coi thử. Mất hết ý chí chiến đấu, niềm tin dần dao động, Đỗ Minh trở nên ngơ ngác, tất cả thao tác thực hiện một cách máy móc và chết lặng. Hắn không hiểu rõ tình thế, không dự đoán được, thao tác cũng mất đi phương hướng chính xác. Một kích, hai kích, ba kích, kỹ năng cấp thấp không ngừng tấn công hắn, Đỗ Minh vẫn chìm trong bàng hoàng, cảm xúc xuống thấp tới cực điểm, sau cùng kiếm khách của hắn nhanh chóng ngã xuống. Mà đám tuyển thủ chuyên nghiệp đang bàn tán xôn xao về Long Sĩ Đầu, giờ mới để ý trận đấu chỉ vừa kết thúc. Kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống trong sự hãi hùng của cả khán đài, thật ra skill danh bất hư truyền nghe văn vẻ là rồng ngẩng đầu của anh thật ra chỉ là rồng vẹo cổ. Ấn tượng của anh trong lòng nhiều người quá sâu sắc, chỉ mới nhìn mà chắc cú là anh ngay hí hí. mươi 330, yên lặng rút lui. So với sự phấn khởi bên phía tuyển thủ chuyên nghiệp, phía khán giả lại yên tĩnh hơn nhiều. Những người vỗ tay khen ngợi chắc chắn là đám khán giả trung lập. Cảm xúc của họ sẽ bị lay chuyển, nhưng người mà đa số khán giả sân nhà ủng hộ lại chính là Đỗ Minh. Thi đấu đặc sắc, họ sẽ vỗ tay, cơ mà đó chỉ là lễ phép, là tôn trọng, bất luận thế nào, Đỗ Minh thua, kết quả này không làm họ thấy vui vẻ gì. Xong vào lúc này, Đỗ Minh thua nhưng họ sẽ không buông lời chửi bới. Bởi chỉ cần là người chơi vinh quang đều có thể thấy đối thủ của Đỗ Minh không phải một người mới, mà là một cao thủ thật sự. Thậm chí vài người chơi lão làng còn giống tuyển thủ chuyên nghiệp, nhận ra long sĩ đầu chỉ có trong thuyền thuyết kia. Điều khó thể tin nổi lại đang xuất hiện trước mặt mọi người. Người khiêu chiến đến tột cùng là ai? Tất cả đều đang thắc mắc vấn đề này, mà người lúc đầu còn vừa nhảy vừa hét như trần quả, ngay sau khi Long Sĩ Đầu xuất hiện, cả người cũng hóa đá, cô vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay cổ vũ, đứng sững đến khi kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống. Long Sĩ Đầu, Trần Quả cũng là người chơi lão làng của Vinh Quang, lại là fan của Diệp Thu nhiều năm, sao cô không nhận ra đấy là tuyệt chiêu của Diệp Thu chứ? Tâm tư nháy mắt quay về đêm tuyết rơi nọ, nói chị nghe một bí mật, thật ra tôi chính là Diệp Thu. Lời này đến nay Trần Quả còn nhớ rõ, nhưng lúc đó cô vẫn không tin, là vì cô đã xem chứng minh nhân dân của Diệp Thu tên có thể chém bậy, chứng minh thì không thể nào bậy được đâu nhỉ. Chứng minh đã loại bỏ sự nghi ngờ của Trần Quả với Diệp Tu. Cô vẫn coi Diệp Tu là một tên quèn trong liên minh, sau cùng phải lưu lạc tới chỗ mình. Tuy Diệp Tu biểu hiện thực lực bất phàm, nhưng nghĩ người này từng ở trong liên minh, Trần Quả cũng thấy rất bình thường. Mặc dù người trong liên minh có trình độ khác nhau, nhưng bất luận là 8 hay 10, trung quy đều cách xa người chơi thường có trình 1,2 hay 3, chừng nào không lợi hại mới là lạ ấy. Trần Quả luôn cho là như vậy, mà hiện tại, Long Sĩ Đầu, kỹ xảo chưa từng có người làm lại được, thình lình bị tên Diệp Thu này làm được. Lẽ nào thằng này là Diệp Thu thật, Trần Quả đứng xứng mà dối rắm cả lên, người dối rắm không chỉ mình Trần Quả, ngay khi kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống, trong đầu MC cũng đứt phượt rồi dối bời. Gã dường như thấy được một màn lặp đi lặp lại kia, màn hát bè không ngừng của hai người. A, à, quá bất ngờ, coi bộ Đỗ Minh của chúng ta hôm nay quá nhường nhịn rồi bấy giờ anh ấy lại bại dưới tay khán giả một cách ngoài ý muốn. Ha ha, có thể chiến thắng tuyển thủ chuyên nghiệp, hẳn bạn khán giả khiêu chiến rất hài lòng nhỉ. MC vội tuyên bố kết quả thi đấu, bắt đầu tìm lối thoát cho Đỗ Minh. Ý bảo Đỗ Minh đang cố ý nhường, MC không phải người mù tịt về vinh quang, nhưng lời của gã lại bại lộ hoàn toàn chuyện gã chẳng hiểu gì về trận này. Trận đấu này, Đỗ Minh không hề nhường gì cả, hắn thật sự bị người ta chặn từ đầu tới cuối, nhìn sơ thì trông giống nhường mà thôi mc vừa dứt lời toàn trường vang vọng đầy tiếng chửi mắng đây là tiếng chửi mắng mà khán giả dành riêng cho gã cục diện rõ ràng vậy mà gã còn chém được như thế quá trơ cháo rồi mc nghe phản ứng của khán giả cũng thấy không ổn mà ánh mắt của gã vẫn chết dí vào màn hình điện tử chỉ sợ đỗ minh không từ bỏ lại bắt đầu khiêu chiến lần nữa kết quả trận khiêu chiến mới không hề xuất hiện màn hình chiếu lại khoảnh khắc phục long tường thiên hóa thành long sĩ đầu Bình luận viên của bên phát sóng màn hình còn kích động hét lên, chúng ta cùng xem hình ảnh quay lại nào, cùng xem nào. Mọi người nhìn xem, ngân quang lạc nhẫn vốn tránh thoát được, thế nhưng. Nó quay đầu, ngọng chúng phốc luôn, long sĩ đầu, đây chắc chắn là thao tác của long sĩ đầu. Người khiêu chiến thần bí thứ hai này là ai? Bởi vì chúng tôi xảy ra chút trục trặc kỹ thuật, không thể chụp được hình ảnh lúc anh ấy bước lên bục đấu, nhưng hiện tại trận đấu đã kết thúc, người khiêu chiến này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chắc tất cả khán giả đều đang nghĩ tới một cái tên duy nhất như tôi, Diệp Thu. Sau khi nhìn thấy hình ảnh Long Sĩ đầu, bình luận viên nói những lời này, hầu như có thể nói đấy chính là tiếng lòng của MC. Đó là đại thần Diệp Thu ư? MC nhớ tới người vừa rồi, dáng vẻ đã có chút mơ hồ, lòng gã lúc ấy đang loạn nên không hề chú ý dáng dấp người kia. "Mày đờ mặt ở đó làm gì? Mau tìm người khiên chiến giới thiệu cho mọi người đi." Trong tai nghe của MC truyền đến giọng nói của đạo diễn gã phục hồi tinh thần lại nhìn màn hình lớn nhân vật của hai bên đã thoát khỏi trò chơi hoạt động có vẻ quay về quá trình thông thường mc vào giữa sân khấu một bên cho mời người từ hai bên bục đấu đỗ minh xuống tới nơi giờ đã không còn vẻ bi phẫn khi bị đường nhu đánh bại trên mặt hắn đầy kinh ngạc và hoang mang mà bên này đường nhu cũng bước xuống cô vẫn giữ nụ cười như trước khi lên bục đấu chậm rãi đi đến nhưng bên cạnh cô thì sao không có ai cả Người khiên chiến thứ hai thay thế cô lại không hề xuất hiện. Anh ấy đâu, MC không hỏi tuyển thủ chuyên nghiệp như Đỗ Minh trước, lại chào hỏi Đường Nhu trước. Anh nào, Đường Nhu hỏi, bạn của em, cái anh vừa mới khiên chiến xong đó. MC nói, à, anh ấy đi WC rồi, đi WC, MC suýt nữa hôn mê. Đạo diễn sau hậu trường cũng chú ý tình hình trên sân, giờ lại hét toáng lên thằng đó đâu. Nó đi đâu rồi, đi WC rồi, MC khẽ nghiêng đầu thầm thì sau đó trong tai nghe truyền đến tiếng sụp đổ. Bấy giờ, người quan tâm đến người khiêu chiến sao chỉ có mỗi MC và nhân viên công tác phía hậu trường, khán giả, thậm chí cả nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn nhìn thấy người thật. Mở đèn, quản lý hậu trường ra lệnh, cả nhà thi đấu lập tức sáng trưng, ánh mắt mọi người lập tức đảo quanh, ngoài ba người trên sân thì chẳng còn kẻ khác nữa. À thì, anh bạn khiêu chiến bị chuột bụng, đi WC mất rồi. MC ờ bảo, cả khàn đài ồ lên, chúng ta, em đề nghị anh không nên bảo đợi anh ấy quay về đường nhu nói với mc mc buồn bực wc quả nhiên chỉ là cái cớ tên kia muốn trốn chứ gì nói thế thì lẽ nào là diệp thu đại thần thật là vị đại thần chưa từng lộ mặt trước công chúng kia ư mc lại bất cần đứng đưa ra kết quả bị đạo diễn mắng tiếp vài câu còn đám tuyển thủ chuyên nghiệp chờ dài cổ cũng không rõ sự thật đành ngồi bàn luận với nhau là ổng chắc chắn là ổng hoàng thiếu thiên nói với dụ văn châu WC. Anh tin không, bảo đảm ổng thấy sắp lộ nên trốn mất xét rồi. Ừ, dụ văn châu gật đầu, anh ta rất có kinh nghiệm trong mấy vụ trốn tìm kiểu này, e là không tìm được đâu. Ha ha, lòng sĩ đầu, nhìn màn hình xong, Hoàng Thiếu Thiên lại nhắc, rồi nhìn vẻ mặt như đạp trúng cất của tôn tường ngồi ở bên ra thế, mất mặt quá mà, chẳng lẽ ổng thông đồng với Hàn Văn Thanh sao? Dùng long sĩ đầu vào lúc đó rất bình thường, dụ văn châu lại chỉ bình tĩnh nói không ít người trong các chiến đội như Bá Đồ, Vi Thảo, vân vân biết Diệp Thu, lúc này cả bọn đều đang ngẩng đầu nhìn hình ảnh chiếu lại trên màn hình. Long sĩ đầu sao, Hàn Văn Thanh thầm nghĩ, một kỹ xảo không được dùng suốt hai năm nay, giờ đột nhiên xuất hiện tại thời điểm đông đảo người xem, thực sự chỉ là sự trùng hợp khi lựa chọn kỹ thuật thôi sao. Long sĩ đầu, là ám chỉ sẽ không cúi đầu ư, đây là tuyên ngôn quay về sao. Nhiều tuyển thủ dựa vào hành động rút lui trong yên lặng này mà càng đinh ninh người khiêu chiến chính là Diệp Thu, chỉ người nọ mới có thể làm ra hành động như vậy. Bàn tàn xôn sao vậy thôi, đây cũng không phải chuyện lớn lao gì. Trước đó, mọi người vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên bị sốc đôi chút. Nay Diệp Thu đã lặng yên rút lui như mỗi lần tham gia thi đấu, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà tàn dư sót lại chỉ có chiến tích hiển hách, chỉ tội nghiệp Đỗ Minh, nhìn thấy Đỗ Minh về tới chỗ ngồi, cả người ngơ ngác, không ít người đồng cảm nói. Cả đám chỉ ngồi hóng hớt, tính đến khiếp sợ và kinh ngạc ai có thể so với người trong cuộc như Đỗ Minh. Vốn dĩ chỉ giao lưu với người chơi thường, giờ Đỗ Minh lại như bị trà đạp một trận. Khi trở về chiến đội, người khác tới bắt chuyện, hắn phải mất hồi lâu mới phản ứng lại, cứ như bị chu trạch khải ám lên người. Diệp Thu, Diệp Thu, Diệp Thu, từng góc trong nhà thi đấu đều đang nhắc tới cái tên này. MC tiếp tục kiên trì mà sắp xếp các hoạt động, lại mời hai tuyển thủ đến trợ giúp. Kết quả tiếng vỗ tay thưa thớt, hiển nhiên tâm tư mọi người đã bay về nơi nào đường nhu cũng về tới chỗ ngồi sự chú ý của khán giả dành cho cô còn hơn cả cậu tuyển thủ mới lên trần quả không đứng như tượng nữa mà chuyển thành ngồi như tượng rồi thấy đường nhu trở về cô hoang mang nhìn rồi mới mở miệng hỏi thằng đó đâu đi trước rồi đường nhu vừa nói vừa nhìn trái phải khán giả xung quanh đều nhìn sang đây người ngồi cạnh đường nhu nhào thẳng sang luôn anh ấy là đại thần diệp thu chung quanh tĩnh lặng như tờ tất cả cùng chờ đợi câu trả lời của đường nhu chúng ta đi Trần Quả bỗng nhiên đứng lên, lôi đường nhu ra ngoài. Khán giả không ngăn cản được, đành trơ mắt nhìn hai người chưa đáp đã rời đi. Trên sân khấu, MC đang chọn ngẫu nhiên một bạn khán giả may mắn lên khiêu chiến tiếp, nhưng chẳng đứa nào thèm quan tâm. chương 331, chẳng có gì xảy ra cả. Chương trình ngôi sao cuối tuần vẫn còn tiếp tục nhưng Diệp Tu đã một mình lặng bước bên ngoài nhà thi đấu. Cảnh này hắn quá quen thuộc, tham gia thi đấu chuyên nghiệp bao năm, hắn luôn ra sớm đầu tiên, cả những buổi họp báo trước sau trận đấu hắn cũng chưa từng tham dự. Vinh Quang phát triển từng năm, nhận được sự chú ý ngày càng nhiều, các tạp chí lớn truy vây chặn hỏi hắn càng thêm chặt chẽ. Kín kẽ lâu dài mà không bại lộ, kỳ thích này còn khó tạo hơn hẳn việc sáng lập một vương triều. Ngoảnh lại nhìn nhà thi đấu rộng lớn lấp lánh dưới ánh đèn, so với nó một con người lại nhỏ bé như vậy. Chật, Diệp Tu ngậm ngùi quay đầu tiếp tục đi về hướng khách sạn, chợt nhìn thấy một cô gái ngồi trên hàng rào ven đường phía trước, cổ đeo một cái ống nhỏm lớn, đang vẫy tay với hắn. Ghê thế, còn nhanh hơn cả anh. Diệp Tu gật đầu chào lại, hi hi, Tô Mộc Tranh tươi cười rồi nhảy từ trên hàng rào xuống, toàn thân cô vẫn mặc kín mít, đội mũ trùm đeo khẩu trang, nếu không phải người quen như Diệp Tu thì rất khó nhận ra. Đánh xong rồi, đi ăn kem không? Tô Mộc Tranh mời, Diệp Tu ngẩn người, thuận miệng hỏi, tiệm kia còn mở à? Còn mở, Tô Mộc Tranh nâng ống nhỏm nhìn quanh con đường đối diện, anh nhìn đi nói xong còn ấn ống nhòm vào mặt Diệp Tu. Diệp Tu kề sát vào nhìn, trong con hẻm nhỏ đối diện sau lưng nhà thi đấu luân hồi, có một tiệm kem nhỏ hãy còn đang sáng đèn. Giờ là mùa đông, Diệp Tu nói, mùa đông càng tốt, kem không tan nhanh, chúng ta có thể ăn từ từ. Tô Mộc Tranh đáp, vậy đi thôi, Diệp Tu chỉ đành tiếp lời. Tô Mộc Tranh lập tức nằm bò trên hàng rào, leo qua. Chú ý hình tượng đó, Diệp Tu một bên nhắc, một bên vẫn chậm chậm leo qua theo. Sang đường, đi vào hẻm nhỏ, tiệm kem nhỏ kia vẫn như trước kia, bốn bàn nhỏ hai người và một tủ đá cắm những mảnh giấy viết tay để giá chứa đầy vị kem. Chủ tiệm là một ông chú độ tuổi tứ tuần, gặp khách cũng không đón chào niềm nở, song cũng không lạnh lùng phớt lờ, chú chỉ đứng trước tủ, im lặng chờ yêu cầu. vị này, này, này và này, mỗi vị một phần tư được không ạ? Tô Mộc Tranh chọn lựa một cách thuần thục, được. Chủ tiệm lấy một chiếc ly lớn, bốn mùi vị mỗi vị một phần tư đặt thìa lên rồi đưa cho Tô Mộc Tranh, ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn về phía Diệp Tu. Có được hút thuốc không? Diệp Tu hỏi, được, chủ tiệm gật đầu, thấy Diệp Tu không định mua kem nên cũng không để ý nữa. Trên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa sổ, Tô Mộc Tranh múc nghịch kem, sung sướng ngồi ăn. Diệp Tu ngậm điếu thuốc, lặng lặng ngồi đối diện cô. Trời rất lạnh, kem càng lạnh, nhưng cảm giác thân quen lại khiến người ta thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng, Trần Quả và Đường Nhu cũng chạy ra khỏi nhà thi đấu luân hồi. Trần Quả có ống nhòm, lập tức giơ lên nhìn quanh, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng Diệp Tu. Chuồn nhanh vờ lờ, Trần Quả nói, cô và Đường Nhu đã chạy ra nhanh lắm rồi. "Anh nói ảnh về trước, Đường Nhu bảo, đi, chúng ta về." Trần Quả dứt khoát chặn một chiếc taxi lại, phi như bay về khách sạn cùng Đường Nhu, phòng mình không vào mà gõ thẳng cửa phòng Diệp Tu, kết quả cô gõ nửa ngày cũng không ai đáp lại. "Vẫn chưa về sao?" Trần Quả nghi hoặc, cậu ta chạy đâu rồi? có lẽ đang đi dạo gì ngoài đấy. Đường Nhu mở cửa phòng hai người, cậu ta thật sự là Diệp Thu, Trần Quả theo sát Đường Nhu vào phòng. Đúng vậy, Đường Nhu đành bất đắc dĩ mà trả lời, đây đã là lần thứ bảy Trần Quả lặp lại câu hỏi trên. Cái thằng này, Trần Quả thở dài, mở TV trong phòng lên, trên kênh thi đấu eSport, ngôi sao cuối tuần vẫn đang tiếp tục, đám tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi trên bục đấu nhận lời thách đấu từ những game thủ thường. Lần này không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, tuyển thủ chuyên nghiệp thoải mái đánh bại từng người một. Có điều, không khí trên khán đài không hề dậy sóng nữa, bởi họ đã thấy một màn quá cao trào, trừ những người được chọn lên khiêu chiến, mấy màn còn con hiện giờ chẳng làm ai thấy kích động. Trần Quả nhìn đăm đăm vào TV nhưng tâm tư hiển nhiên không đặt trên đấy. Bất chợt nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, cô sải bước dài lao ra, ai ngờ lại chẳng phải Diệp Tu. Cậu ta đi đâu chứ? Trần Quả vừa ẩm bẩm vừa cầm ống nhỏ ngó quanh bên cửa sổ, rồi lại chạy ra ngoài hành lang kiểm tra gõ cửa phòng đối diện xem liệu diệp tu có lén lút trở về không thỉnh thoảng còn trò chuyện không đầu không đuôi với đường nhu về diệp tu một hai câu tóm lại không ngồi yên được một phút cứ thế suốt một giờ ngôi sao cuối tuần đã tuyên bố bế mạc nhưng vẫn không thấy tung tích diệp tu thằng đó cũng không có điện thoại trần quả tức giận bấy giờ chương trình trực tiếp đã kết thúc một lát sau lại nối tiếp bằng buổi họp báo sau hoạt động ngày hai những trận đấu chỉ giải trí cho quần chúng thì không có gì đáng nói mà những biến cố trong trận khiêu chiến hôm nay mới chính là điểm nóng. Với tư cách là một trong những nhân vật chính, Đỗ Minh bị buộc tham gia buổi họp báo, hơn nữa còn được phóng viên vây quanh như đại thần. Giờ tâm trạng của Đỗ Minh đã bình tĩnh hơn nhiều, dẫu sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu quá chấp nhất chuyện thắng thua thì sao có thể sinh tồn ở liên minh chuyên nghiệp này. Tuy bại bởi người chơi thường rất mất mặt, nhưng hắn cũng đã chứng minh bằng việc thắng liền 4 trận, huống hồ sau mấy ván đấu, thực lực của cô nàng kia đã được rất nhiều người công nhận. Còn người khiêu chiến biến thái thứ hai, tuy không ai nhìn thấy mặt, tất cả lại cùng nhất trí cho rằng đó là Diệp Thu. Vậy nên hỏi Đỗ Minh cũng không được thông tin đáng giá gì. Mà tất nhiên rằng, Đỗ Minh buộc phải tỏ ra phong độ, khen tặng thực lực của Đường Nhu, sau đó ra chiều kính trọng đại thần. Anh có cảm nghĩ gì khi đại thần Diệp Thu đột nhiên xuất hiện ở ngôi sao cuối tuần? Hầu như tuyển thủ nào cũng bị phóng viên hỏi vấn đề này ít nhất một lần, thậm chí có người còn phỏng vấn cả khán giả có mặt. Bên khán giả đáp trả rất táo bạo, chém gió túi bụi. Còn bên tuyển thủ chuyên nghiệp, đứa nào đứa nấy thận trọng từng chút một, trả lời qua loa cho xong. Vấn đề xoay xung quanh Diệp Thu nên đám phóng viên không thể không hỏi phía chủ cũ của Diệp Thu đám tuyển thủ ra thế. Kết quả phản ứng của đám người ra thế lại rất bình thường, bảo mấy câu chúc phúc quen thuộc, chẳng có chút giật gân. Mà người thân quen với Diệp Thu nhất như Tô Mộc Tranh cũng không hề xuất hiện, chả ai phỏng vấn được gì. Sau cùng cũng hỏi được chút tin hot, chẳng ngờ lại đến từ Hàn Văn Thanh. Anh chàng đội trưởng nổi danh khí phách này chỉ chừng mắt nhìn ống kính, bỏ lại một câu rất dứt khoát, tôi chờ cậu trở về. Một câu này lại trở thành thu hoạch lớn nhất của đám phóng viên, được nhiều bài báo lấy làm đầu đề, đám phóng viên rất hoan nghênh tinh thần câu view này của Hàn Văn Thanh, xôn xao đoán rằng đây có phải dấu hiệu báo trước đại thần Diệp Thu định quay về hay không. Đặc biệt là cú long sĩ đầu kia, đây là thao tác mà cả liên minh chuyên nghiệp không ai có thể phục chế, thế mà Diệp Thu đã hai năm không chạm tới lại đột nhiên dùng nó, điều này có thể chứng minh với tất cả mọi người rằng anh ấy vẫn chưa lùi vào dĩ vãng thấy khán giả và giới truyền thông đua nhau phỏng đoán hướng đi của diệp thu tính toán của diệp thu là một trong những người chứng kiến tất cả trần quả có cảm giác rất tự hào sau khi thấy mọi người quan tâm như vậy trần quả cũng vung nắm đấm chờ cậu ta trở về chị nhất định phải hỏi cho rõ ràng nói xong lại lần quẩn bên cửa sổ thời gian dần trễ mà diệp tu vẫn chưa về trần quả rốt cuộc cũng phải lo lắng em nói xem có phải có phải cậu ta bị lộ thân phận nên tính không quay về nữa không đường nhu cũng giật mình không thể nào cậu ta còn chưa nhận lương tháng đầu mà trần quả bỗng nhiên nói giọng cô đầy nỗi mất mát cô chợt nhận ra tuy chưa thể chấp nhận diệp tu và diệp thu là một nhưng nếu cứ âm thầm bỏ đi bất kể là tên lười biếng hay chọc giận người hay đại thần mà mình yêu mến nhiều năm lòng cô cũng sẽ không thoải mái trần quả đột nhiên im lặng lặng lẽ ngồi bên giường anh ấy sẽ trở về Đường Nhu lo lắng tới an ủi một câu, lời vừa thốt ra, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng động, nhưng tâm tình Trần Quả không còn như trước nữa, cô chỉ thở dài mà không kinh động gì. Kết quả tiếng động lần này ngày càng gần, rồi dừng bước trước cửa phòng cả hai. Đã về ư, Trần Quả còn đang ngơ ngác, giờ Đường Nhu lại là người vừa hỏi vừa chạy ra xem. Cửa phòng mở ra, quả nhiên thấy Diệp Tu đang đứng nghịch cửa. Còn chưa ngủ à, Diệp Tu ngoảnh lại hỏi thăm, Trần Quả lao ra như gió lốc, Ai dè Diệp Tu mở cửa phòng ra, quay đầu nói với hai cô, "Nghỉ sớm đi." Rồi tỉnh bơ đi vào, Trần Quả còn nhiều lời chẳng biết phải nói từ đâu thì tên kia đã chuồn mất dạng. Thế là thế nào, đầu óc Trần Quả theo không kịp, cứ như là chẳng có gì xảy ra cả. Đường Nhu cười khổ, cô đoán chừng Trần Quả sắp bùng cháy rồi. Quả nhiên, sau khi giật mình, Trần Quả lập tức lao lên đập cửa điên cuồng. Diệp Tu mở cửa, vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì khiến Đường Nhu câm nín. Làm sao vậy? Diệp Tu hỏi, nói chuyện chút coi, Trần Quả Hùng hổ đáp, cô hắn còn đắn đo nên nói chuyện với tên này thế nào, cả hai thân phận Diệp Tu và Diệp Thu hoàn toàn tách biệt trong cô, giờ hai lại hòa thành một. Quả thật chẳng biết nên nói chuyện với cậu ta như cậu quản lý nét lưu lạc ngày trước hai idol mà mình hâm mộ nhiều năm. chương 332, quá khứ mất mặt, Trần Quả Vốn đang xoắn suýt nên nói chuyện với Diệp Tu bằng giọng điệu và thân phận gì, thì bị thái độ như chẳng có gì xảy ra của Diệp Tu làm cho phát bực, bèn phát ra trạng thái bùng cháy quen thuộc kể từ khi quen biết Diệp Tu đến nay. Ừ, Diệp Tu vẫn thong thả bình tĩnh, gật đầu rồi hỏi, nói gì cơ? Cậu, dáng vẻ của Trần Quả trông như có thể nhào tới cào cấu Diệp Tu bất cứ lúc nào, đường nhu vội đến hòa giải, vừa đẩy hai người vào phòng vừa nói, vào phòng ngồi rồi hãy nói. Cứ ngồi tự nhiên hén, Diệp Tu đưa hai người vào phòng, ra vẻ mình là chủ nhà. Có chuyện gì với cậu hả? Sau khi Trần Quả ngồi xuống, giọng nói rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nghe rõ sự ức chế từ âm điệu trầm bồng thân phận diệp thu trở thành ô dù lớn nhất của diệp tu không thì lúc này chẳng ai có thể tưởng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tôi chính là diệp thu không phải đã nói với chị từ khuya rồi sao diệp tu rốt cuộc mở miệng đáp nói thế cũng tính à trần quả giận vậy nói thế nào mới tính hả diệp tu hỏi ngược trần quả nhất thời nghẹn lời cũng đúng phải nói thế nào mình mới lập tức tin tưởng đây trần quả không khỏi nhớ lại chuyện cũ ngẫm một hồi Đột nhiên nhớ ra, tại sao mình quả quyết không tin chứ? Chẳng phải cũng vì tình cờ nhìn thấy cái tên trên chứng minh nhân dân sao? Cậu là Diệp Thu, còn Diệp Tu là thế nào hả? Trần Quả nhanh chóng chất vấn, Diệp Tu cũng là tôi đó. Diệp Tu nói, sai hai tên chi vậy? Trần Quả lập tức hỏi, vấn đề này sâu xa lắm. Diệp Tu nói, Trần Quả ngồi ngay ngắn, chuẩn bị chăm chú lắng nghe nguyên nhân tồn tại hai cái tên. Kết quả Cô chuẩn bị tư thế xong, Diệp Tu vừa dứt lời cũng bày ra một tư thế như đang chờ Trần Quả nói tiếp. Vẻ mặt Trần Quả dần cứng lại, đường nhu im lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Hai cái tên cùng tồn tại, đây là chỗ mà bất luận kẻ nào cũng thắc mắc, nhưng Diệp Tu một mực ám chỉ rõ rằng vấn đề này không tiện nói, hiển nhiên Diệp Tu sẽ không đổi ý chỉ sau ba tiếng. Từ bóng phản trên cửa sổ, đường nhu tinh tường thấy Trần Quả vừa siết chặt nắm tay, vừa mở miệng hỏi tại sao có đến hai tên. Rốt cuộc Trần Quả vẫn hỏi, dù cô không tin Diệp Tu không biết chuyện mình nên giải bày nhất chính là vấn đề này. Chuyện này chưa thể nói cho chị biết được, Diệp Tu nói. Vì sao? Bởi vì đó là một bí mật, Diệp Tu đành nói. Một cuộc đối thoại nhảm quần lại ẩn chứa tin tức ầm trời. Trần Quả muốn biết, lại không thể ép người ta mở miệng. Hít sâu hai cái, hòa hoãn tâm tình xong mới mở miệng hỏi, vậy cái nào mới là tên thật? Chị đoán thử xem, Diệp Tu hỏi ngược lại. Hít sâu, hít sâu, Trần Quả cố gắng hít sâu rồi chậm rãi đứng lên, quẩn quanh trong phòng vài bước, sau cùng ngừng lại bên cửa sổ, vậy mà thực sự nghiêm túc đoán thử. Chị đã xem qua chứng minh nhân dân của cậu, tuy chị không phân biệt được thật hay giả, nhưng vào thời điểm đăng ký phòng khách sạn, khách sạn cao cấp kiểu này chắc chắn sẽ có cùng mạng lưới với hệ thống công an, giấy chứng minh nhân dân của cậu không xảy ra vấn đề gì, coi bộ không phải giả rồi. Trần Quả nói, thế nhưng cậu lại xuất thân từ liên minh chuyên nghiệp, theo chị được biết, tuyển thủ của liên minh cần dùng chứng minh nhân dân để đăng ký. Chị không biết Liên Minh có cho phép đổi tên sau khi đăng ký không, không ai quan tâm chuyện này mấy, vậy nên cũng không dễ nhận ra. Cậu đã thi đấu trong Liên Minh chuyên nghiệp được 7 năm, chưa từng lộ diện trước mặt công chúng. Nếu cậu thích giả vờ thần bí, thì lúc mới quen chị sẽ không nói mình là Diệp Thu ngay, do đó lý do nhảm nhí trên không đúng. Cậu không muốn bị bại lộ, hẳn nhiên còn có lý do khác, vì vậy cái tên Diệp Thu hơn phân nửa là giả, mà cũng nhằm che giấu thân phận, suy ra Diệp Thu mới là tên thật của cậu, đúng không? trần quả nói một mạch suy đoán của mình ngược lại cũng khá ăn khớp hợp tình hợp lý nói xong bèn nhìn diệp tu chờ câu trả lời của hắn diệp tu cũng thoáng trầm mặc rồi mới gật đầu nói coi bộ cũng dễ đoán há cái gì gọi là cũng dễ đoán hả chú mày đang nghi ngờ năng lực phân tích vấn đề của chị à trần quả nổi giận phân tích rất đặc sắc diệp tu vội vỗ tay nói vậy là cậu thừa nhận trần quả bảo tôi có được miễn vụ trình bày quan điểm cá nhân không diệp tu nói mày thành tâm không muốn để chị ngủ ngon giấc phải không trần quả cắn răng được rồi tôi thừa nhận chị nói đúng diệp tu tôi là diệp tu diệp tu gật đầu tại sao phải dùng tên giả vì sao không dám lộ diện cậu đang lãng tránh điều gì trần quả bắt đầu bà tám ngay lập tức diệp tu đứng lên cũng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường nhu đứng cạnh nhìn sang bỗng phát hiện mặt hắn đượm chút trần trừ cô chưa từng thấy diệp tu do dự như thế Trần Quả lặng lẽ về chỗ ngồi, cô đưa ra nghi vấn trong lòng, nếu Diệp Tu không đáp, cô sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này cô chỉ lặng lặng ngồi bên, không nói lời nào. À thì, Diệp Tu xoay người lại, trên mặt đổi thành nụ cười diễu cợt, nguyên nhân ấy thật ra rất mất mặt. Hả, hai cô nàng cùng dựng lỗ tai lên nghe, tên này chịu nói rồi sao? Bởi vì tôi bỏ nhà đi bụi, Diệp Tu nói, bỏ nhà, đi bụi, Trần Quả ngơ ngác lặp lại lần nữa, vẻ mặt đường nhu đang nhìn Diệp Thu chợt trở nên kỳ lạ, thoáng qua rồi biến mất. Bỏ nhà đi bụi, để làm gì? Trần Quả hỏi, Diệp Tu không đáp, bày ra vẻ chị hiểu mà. Trần Quả cũng bất chợt hiểu ngay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không phải vì chơi game đó chứ. Diệp Tu chỉ đành cười gượng, Trần Quả và Đường Nhu đưa mắt nhìn nhau. Dù có siêu thích vinh quang đi nữa, Trần Quả cũng không hiểu được việc này. Vì game mà bỏ nhà đi bụi, nghiện đến vậy, không phải là bệnh sao. Trong phòng, tất cả đều chìm trong bầu không khí kỳ lạ sen chút xấu hổ, ai cũng không biết nên làm gì để tiếp tục đề tài này. Diệp Tu cũng ngồi về vị trí của mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Thế nhưng, người này trong mắt Trần Quả lúc bấy giờ, không chỉ là vị đại thần đứng đầu oai phong một cõi, hay một tên trực nét nghiện thuốc hay chiếu tức người, mà còn có thêm một khuôn mặt mới, một tên nhóc ấu trĩ vô cùng. Cậu, bỏ nhà đi bụi lúc nào? Cuối cùng, Trần Quả phá tan sự trầm mặc. 10 năm trước rồi, Diệp Tu nói, Lúc Vinh Quang mới ra đời, Trần Quả hỏi, "Cỡ đó, đi bụi vì chơi Vinh Quang hả?" Cũng không phải, trước đó tôi chơi nhiều trò lắm." Diệp Tu nói, Trần Quả không hỏi nữa, bởi những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tóm lại là trước đây, tên này vì có thể thỏa thích chơi game mà bỏ nhà đi bụi, sau đó gặp lúc Vinh Quang ra đời, từ đó dấn thân vào Vinh Quang, gia nhập giới chuyên nghiệp, trở thành nhân vật cấp thần phong vân một thời. Kết quả có vẻ rất huy hoàng thật ra trần quả rất mong cậu ta sẽ có một nguyên nhân bi thảm gì đến nỗi buộc phải bỏ nhà đi bụi thế thì kết hợp với cái thành tựu huy hoàng đấy coi như cũng vui buồn đan sen nhưng đáng tiếc thay diệp tu đã chính miệng nói mình bỏ nhà chơi game hơn nữa còn thừa nhận đấy là chuyện mất mặt dù hiện tại giành được nhiều thành tựu nhưng cũng không thể phủ nhận quyết định bỏ nhà ban đầu kia rất ấu trĩ buồn cười mất mặt ích kỷ vô trách nhiệm diệp tu cũng hiểu rõ điều này hắn chỉ may mắn có được thiên phú ở mặt chơi game sau đó gặp chúng dịp vinh quang xuất hiện bằng không khó nói trước hồi kết của vợ hài kịch bỏ nhà chơi game ấy vậy bây giờ thì sao cậu chưa về nhà lần nào sao trần quả hỏi có về mà diệp tu nói rồi chia tay không vui vẻ gì diệp tu nói sao thế bởi chơi game trong mắt họ không phải một công việc đàng hoàng diệp tu bình tĩnh nói trần quả trầm mặc là fan của game cô hiểu rõ hiện tượng xã hội này dù bây giờ liên minh chuyên nghiệp vinh quang phát triển vượt trội Mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất nổi tiếng, có thu nhập cao và lượng fan khổng lồ. Thế nhưng, một nghề phải từ bỏ việc học để tập trung tinh thần từ rất sớm, tuổi nghề lại cực kỳ ngắn ngủi, sau khi giải nghệ còn không có kế sinh nhai ổn định nào bảo đảm cuộc sống, dẫn đến những hiểu nhầm nghiêm trọng ấy vẫn tồn tại như cũ. Rất hiếm người có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thành công, mà người có thể đứng trong giới chuyên nghiệp cùng lắm chỉ hơn 200 người. Không cha mẹ nào sẽ cổ vũ con mình bước lên một con đường như vậy đằng sau bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào trong liên minh cũng ẩn chứa một quá khứ đau khổ, mà Diệp Tu chẳng qua trông hoang đường hơn tí mà thôi. đi bụi vì game, Trần Quả thậm chí cả Diệp Tu đều thấy nó có hơi lố, có thể thấy hành vi này đại nghịch bất đạo biết bao trong mắt những người xem game là tai họa khôn lường. chí ít cậu đã thành công. Trần Quả bất giác thốt lên, bởi cô chợt thấy mình sai khi có chút khinh khi chuyện ấy. game là tai họa ghê gớm là chất gây nghiện với một ai hoặc chỉ là một trò giải trí với những người chơi như trần quả nhưng còn với diệp tu với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác thì sao hành động bỏ nhà đi bụi của diệp tu cũng không phải ham chơi nhất thời trần quả cảm thấy mình dùng quan điểm số đông về game để nhìn nhận thì có hơi khắc khe diệp tu cũng vì sở thích vì lý tưởng vì đạt được ước mơ của mình mà trốn đi nếu như nói một thiếu niên ôm mộng với âm nhạc bỏ nhà đi bụi liệu có phải chịu nhiều chỉ trích như vậy không nếu như nói một thiếu niên theo đuổi khoa học, bỏ nhà đi bụi, mọi người sẽ cảm thấy kẻ đó rất có trí khí nhỉ. Có rất nhiều những trường hợp như vậy, mà game chỉ là không được mọi người tiếp nhận thôi. Thế nhưng, sắc thái hoài bão và theo đuổi ước mơ mãi không biến đổi trong lòng Diệp Tu. Chơi 10 năm nữa cũng không chán. Trần Quả chợt nhớ tới lúc Diệp Tu mỉm cười nói ra câu này, bỗng dưng cô muốn khóc, ai cũng có một thời trẻ trâu L, L. Trường 333, đêm mất ngủ. Trần Quả vốn không phải loại người kiểm soát tốt tâm tình bản thân, lúc muốn cười thì cười, muốn giận thì giận, muốn khóc lại phiền phức hơn nhiều. Nước mắt là thứ khó lau khô nhất trên đời. Như hiện tại, nghĩ đến quá khứ và tâm trạng của Diệp Tu, biết được đau khổ và sự cam chịu trong lòng Diệp Tu, cảm giác sống mũi cay cay khiến Trần Quả biết mình sắp không dần được mà rơi nước mắt. Chị đi ngủ đây. Trần Quả lập tức đứng dậy, rậm rậm chân rồi cứ thế vô thức xông ra ngoài. Diệp Tu hơi ngạc nhiên với những gì hiểu biết về Trần Quả. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt tư thế đối mặt với hàng loạt câu chất vấn phủ đầu, ai ngờ chị chủ Trần lại đột nhiên không nói không rằng bỏ đi như thế. Diệp Tu gãi đầu nhìn sang Đường Nhu, cô nàng dừng cười, đứng dậy, "Vậy em đi nghỉ trước đây." "Ừ." Diệp Tu gật đầu, nhìn hai cô gái sắp đi khỏi, bèn lập tức lấy thuốc ngậm vào miệng. Đường Nhu bước đến cạnh cửa, vừa mở cửa, cô đột nhiên chững bước, quay lại nhìn Diệp Tu còn đang theo tiến mình. "Anh có từng hối hận vì rời khỏi nhà không? Trước giờ chưa từng hối hận." anh chỉ thấy hơi tội lỗi chút thôi nếu hối hận anh đã sớm quay về đều là người một nhà cả mà diệp tu nói anh nói cũng đúng đường nhu im lặng một lát gật đầu sau đó đóng cửa rời đi cửa phòng đối diện chỉ khép hờ đường nhu không vào ngay đứng giữa tường hồi lâu mới mở cửa bước vào vừa vào đã thấy trần quả nằm trên giường trôn đầu vào giữa hai gối như một chiếc bánh kẹp ai ra sao lại thành ra thế này muốn hỏng hết tóc sao đường nhu đi đến trước giường nói Trần quả thường buộc tóc đuôi ngựa, kẹp kiểu tóc ấy giữa hai gối thì tổn hại không nhỏ đâu. Em về rồi à, Trần quả nhô đầu ra khỏi hai gối, bình tĩnh lên tiếng. Nước mắt trên mặt đã được lau sạch, nhưng hai mắt đỏ hoe cũng đủ bóc Trần vẻ bình tĩnh ấy. Đường nhu lại vờ như không thấy, tiếp tục tươi cười với cô, chị ngủ sớm đi. Rất nhanh, căn phòng chìm vào bóng tối. Trần quả vẫn mở đau đáu hai mắt, ngơ ngác nhìn Trần nhà. Thì thoảng vài ánh đèn đảo qua bất chợt, có thể nhìn thấy những hình bóng lạ lùng lưu lại trên đó. Tiểu Đường ngủ chưa?" Trần Quả đột nhiên khẽ hỏi. "Chưa ngủ." Đường Nhu trả lời, "Diệp Tu bất chấp tất cả chơi vinh quang như thế, em có tán thành không?" Trần Quả hỏi, "Vâng, câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng hiện giờ cậu ấy không chơi được nữa rồi." Trần Quả nói, im lặng, Đường Nhu hiểu ý tứ trong câu nói của Trần Quả, đối với Diệp Tu, sân khấu của anh ấy phải là những giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, anh đã giải nghệ nơi khán đài hội tụ những ngôi sao hào nhoáng ấy anh chỉ có thể xen lẫn giữa những khán giả thường ngơ ngác sắm vai một người xem giờ phút đó tâm tình của diệp tu sẽ ra sao còn chưa kết thúc đâu đường nhu nói sao cơ người từng có quyết tâm đi bụi sao có thể vì những chuyện thế này mà nhanh chóng từ bỏ chứ quân mạc tiếu của anh ấy nhất định sẽ một lần nữa đứng trên sân khấu ấy đường nhu nói đúng rồi quân mạc tiếu trần quả nhớ đến tài khoản nọ trước giờ chưa từng xuất hiện cách chơi tán nhân trong các cao thủ top đầu giới chuyên nghiệp, cậu ta còn có vũ khí tự chế ô thiên cơ nữa, không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người đây. Đúng thế, rất thú vị nha, đường nhu tiếp lời, nhưng mà, Trần Quả hãy còn lo lắng, cô vẫn luôn chú ý vinh quang, một mực dõi theo chiến đội gia thế. Cô đã tận mắt nhìn thấy chiến đội gia thế ngày càng lụi bại, tận mắt nhìn thấy giới truyền thông đua nhau nói về Diệp Tu suy sút phong độ thế nào. Mặc dù có suy nghĩ riêng, nhưng quá nhiều ý kiến giống nhau dội lại khiến cô không khỏi giao rộng. Không đơn giản vậy đâu, nghe xong những khúc mắc trong lòng Trần Quả, Đường Nhu từ tốn nói. Là sao, Trần Quả không hiểu, có một buổi tối, Đường Nhu nhanh chóng kể lại hôm dạng sáng mà Lưu Hạo và đồng bọn cùng đến tiệm nét. Còn có chuyện này sao, Trần Quả kinh ngạc từ trên giường nhảy bật dậy, bởi vậy em thấy việc anh ấy giải nghệ có rất nhiều bí mật trong đấy. Đường Nhu nói, em nói đúng, Trần Quả gật đầu lia lịa. tuy nhiên, việc trong game em không hiểu lắm, vì thế không đoán được nhiều. À, đây là chuyện nội bộ của câu lạc bộ, chị cũng không biết nhiều. Tuy nhiên, lấy địa vị và ảnh hưởng của Diệp Thu ở ra thế, cái tên mèo ba chân lưu hạo kia hẳn không động vào cậu ta nổi đâu. Trần Quả nói, Trần Quả vốn không ác cảm với lưu hạo lắm, còn ủng hộ gã vì là đội phó của gia thế nữa, vậy mà chỉ trước mắt đã biến thành một em mèo ba chân trong miệng cô nàng. Vậy mới nói, dựa vào mấy tên ấy cũng chẳng gây ra chuyện to tát gì, Nhất định còn có nguyên nhân khác phía sau thúc đẩy sự việc." Đường Nhu nói, "Có điều, người có thể cao hơn cậu ta một bậc trong gia thế, chỉ có thể là ông chủ đứng sau câu lạc bộ thôi nhỉ?" Trần Quả thắc mắc, ông chủ muốn chỉnh anh ta không phải vô cùng dễ dàng sao? Lý thuyết thì là thế, nhưng cũng phải suy xét từ rất nhiều thứ, ví dụ như việc ổn định đội ngũ, cảm xúc của fan, yêu cầu từ nhà tài trợ, vân vân. Tuy Trần Quả chưa trải nghiệm nhưng cô cũng từng thấy rồi. Cô vốn là fan trung thành của gia thế quan tâm bao nhiêu năm tự nhiên cũng sẽ biết không ít chuyện nói như vậy chị xem thử có phải người trong đội rất có thành kiến với anh ấy vì thế khi anh ấy rời đi đội ngũ mới không bị loạn ngược lại càng ổn định hơn không a à, trên phương diện nhà tài trợ Diệp Tu chưa bao giờ lộ mặt không phải làm người đại diện gì vì thế cũng không thể thay mặt nhà tài trợ thực hiện nhiệm vụ quảng cáo hình ảnh bởi vậy dù cậu ta có lợi hại đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì với nhà tài trợ Trần Quả nói còn cảm nhận của fan hâm mộ thành tích chiến đội thụt lùi, trình độ của đội trưởng sa sút. Chị vừa nhắc đến có nhiều báo đưa tin như thế, có phải chúng thường gom chung hai vấn đề ấy lại không? Mấy bài báo đó đưa tin một cách khách quan công bằng hay có ai đó cố tình đứng sau thao túng dư luận. Đường nhu nghi hoặc lần lượt tháo gỡ từng vấn đề, hai cô gái đều phát hiện trong chuyện này ẩn chứa rất nhiều giả thuyết. Nói như vậy, chẳng lẽ là chiến đội ra thế muốn đuổi Diệp Tu đi? Trần quả lại kinh ngạc, không chỉ đuổi khỏi ra thế, thậm chí còn đẩy anh ấy ra khỏi giới chuyên nghiệp vinh quang đường nhu nói việc này thật quá đáng trần quả lại nhảy dựng lên nghĩ đến diệp tu cố che giấu những tâm sự nặng nề vì chiến đội mà tạo ra một vương triều gia thế ghi danh lịch sử vinh quang kết quả lại bị người ta tìm đủ cách tính kế phát tranh bỏ vỏ ăn cháo đá bát cũng chỉ đến thế là cùng tức chết mất thôi trần quả nhảy xuống giường chạy đi rót ly nước uống ực một hơi đây cũng chỉ là giả thiết của em với chị đường nhu nói chị thấy đây gần như là sự thật rồi. Nếu không sao tự nhiên cậu ta lại giải nghệ chứ. Em biết không, hôm nay cậu ta PK đố minh trên sân đấu, chiêu phục Long Tường Thiên đã sử dụng thao tác Long Sĩ đầu đấy. Là Long Sĩ đầu đó, em biết không? Chắc em chưa biết đâu, đó là thao tác mà cả Vinh Quang chỉ có mình cậu ta làm được, dù đã lâu không dùng, nhưng cậu ta lại làm được nó hôm nay, đó mà là trình độ suy sút à. Quá đáng hết sức, chân quả bắn liên thanh một chàng dài. À, vậy em còn một giả thiết, chỉ có muốn nghe không? Đường Nhu hỏi, nói đi, Trần Quả đặt ly nước xuống, quệt quệt miệng rồi trở lại giường. Anh ấy từng nói mình đã về nhà trước đây, nhưng chia tay không vui vẻ đúng không? Đường Nhu hỏi, đúng, thu nhập của tuyển thủ chuyên nghiệp vinh quang thế nào? So với người bình thường ấy, Đường Nhu lại hỏi, sao mà so nổi chứ? Giá trị hợp đồng của thằng nào thằng nấy cao mất ngưỡng, còn tiền đại diện quảng cáo nữa. Nói có hơi quá là, thu nhập một năm còn nhiều hơn 100 năm làm quản lý ở tiệm nét chị Trần Quả nói, vậy Diệp Tu ngay từ đầu đã là đại thần đỉnh cao của Vinh Quang. Cho dù người nhà anh ấy không hiểu những thành tựu đó, nhưng tính riêng thu nhập của Diệp Tu thì rõ ràng họ phải biết chứ. Cứ cho là nghề tuyển thủ game chuyên nghiệp có vấn đề đi nữa, Diệp Tu lại là một trường hợp đặc biệt, vì anh ấy đứng đầu cả giới chuyên nghiệp này, lẽ ra không nên băn khoăn gì cả chứ. Ừ, đúng rồi, với địa vị như Diệp Tu, không cần thiết phải lo ngại quá nhiều thứ. Trần Quả khẳng định, vậy mà kết quả vẫn là chia tay không vui vẻ. Thế nên em nghĩ gia đình anh ấy chắc không giống như những gia đình bình thường khác. Có thể địa vị và thu nhập của một tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc hàng VIP trong vinh quang, đặt trong gia đình anh ấy chẳng là gì cả. Đường Nhu nói, chẳng lẽ cậu ta là COCC? Trần Quả lại kinh ngạc, không chứng là thế, em cảm thấy ra thế anh ấy chắc không đơn giản, có thể thuộc giới chính trị, kinh doanh hay con nhà thư hương vân vân. Tóm lại là sinh ra đã bị định trước tương lai, khó có thể tự do lựa chọn con đường cho riêng mình. Cho dù có chút quyền lựa chọn, một tuyển thủ game chuyên nghiệp ư? Chắn chắn không nằm trong những nghề được chọn, bởi vậy, dù thành tích và danh tiếng của anh ấy có cao đến đâu cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Đường Nhu nói, cũng có lý, Trần Quả gật đầu liên tục, Đường Nhu im lặng một lúc, thấy Trần Quả không nêu thêm ý kiến gì thì lại tiếp tục nói, suy đoán mạnh bạo hơn chút, nếu Diệp Tu không trụ nổi trong giới chuyên nghiệp này, anh ấy sẽ đi đâu? trở về nhà cũng là một lựa chọn phải không? Nói đến đây, Trần Quả đột nhiên hiểu ra, ý của em là người nhà Diệp Tu chính là một trong những nhân tố buộc cậu ta giải nghệ. Ừm, em đoán là vậy, Đường Nhu nói, chuyện này thì, Trần Quả quả thực không biết nên nói gì, nếu đây chỉ là âm mưu của gia thế, cô có thể theo lý mà binh vực Diệp Tu, khinh bỉ gia thế. Nhưng nếu quả thực là người nhà Diệp Tu đứng sau tác động, vậy thì đây sẽ trở thành việc trong nhà, cô không có tư cách gì để lên tiếng cả lấy danh nghĩa gì đây phen ư hay là bà chủ hiện tại của diệp tu nếu thực sự là người nhà diệp tu đứng sau thúc đẩy thì gia đình anh ấy chắc chắn không hề đơn giản đâu có lẽ dựa vào thông tin địa chỉ cung cấp trên chứng minh nhân dân chúng ta có thể tìm thấy manh mối về gia đình anh ấy thậm chí là bối cảnh gia tộc đường nhu nói trần quả nghe mà mắt chữ a mồm chữ o một lúc sau mới nói bây giờ chị mới biết thiên phú nhiều chuyện của em khi thức tỉnh còn lợi hại hơn chị nhiều chương 334, ngày thứ ba, hai cô gái mải mê buôn chuyện, đến tận nửa đêm vẫn chưa ngủ. Dù vậy, đường nhu cũng chỉ có thể suy luận được đến đây, sự hiểu biết của cô trong giới chuyên nghiệp vinh quang còn khá nhiều hạn chế. Ngay cả khi bắt đầu chơi, cô cũng chỉ tập trung vào nâng cao kỹ thuật cá nhân. Cô không phải fan cuồng, chú ý tin tức, quan tâm những tin tám nhảm trong giới chuyên nghiệp vinh quang như Trần Quả. Cuối cùng, tuy hai người tổng kết được hàng loạt giả thuyết, Xong việc cầm chứng minh của Diệp Tu đi dò hỏi ra thế người ta cũng là hành động không tôn trọng và lễ độ cho lắm. Hay tìm cơ hội hỏi anh ấy thử xem, nếu anh ấy không muốn nói thì thôi. Đường Nhu nói, ừ, dù tinh thần bà Tám đang dâng cao mất ngường, Trần Quả vẫn là người hiểu chuyện. Thật ra chuyện mà chị muốn biết hơn là, cậu ta muốn làm gì sau này? Sống qua một năm thời hạn giải nghệ, sau đó dùng tán nhân quân mạc tiếu trở lại ư. Với năng lực của cậu ta, tất nhiên không lo không có đội nào muốn cậu ta định chuẩn bị gia nhập bên nào đây? Ra thế chắc không có khả năng đâu nhỉ. Trần Quả phỏng đoán, chúng ta tìm cơ hội hỏi thử những vấn đề đấy xem. Đường Nhu nói, ừ, trò chuyện câu được câu mất, hai cô gái rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh nắng trải đầy căn phòng, hai người tỉnh giấc không trễ lắm. Chào buổi sáng, vệ sinh cá nhân xong, cả hai nhìn nhau và gión ra gión rén đi về phía cửa phòng đối diện. Tối hôm qua nghe Diệp Tu tâm sự, rồi phân tích nhiều khía cạnh, hai người mới biết thật ra Diệp Tu cũng có nhiều băn khoăn trong lòng. Không khỏi đối xử cẩn thận hơn, lo lắng sẽ làm tan nát trái tim pha lê của Diệp Tu. Đầu hai cô nhú lên nhú xuống, dán sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Một lát sau, nhân viên đẩy xe vệ sinh trượt bước ra từ phòng bên cạnh, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người. Khổ, đường nhu giả vờ ho một cái, nháy mắt với Trần Quả. Trần Quả vội đứng thẳng người, quay đầu nhìn nhân viên dọn phòng, nghiêm túc bảo phòng của chúng tôi không cần dọn dẹp. Vâng, thưa hai chị, nhân viên phục vụ đáp lại một câu, tiếp tục đẩy xe rời đi, vừa bước vừa ngoái đầu nhìn. Hai cô gái không dám mặt dày lén lút vậy nữa, lại còn phải xoắn suýt nên làm gì để giải thích hành động vừa rồi, bèn quả quyết gõ cửa phòng Diệp Tu luôn. Một lát sau, Diệp Tu mới ra mở cửa, vẻ mặt ngái ngủ nhìn hai người, còn sớm thế này, làm gì vậy? Dạo phố nữa à, hôm nay có đánh chết tôi cũng không đi đâu, à, cậu còn buồn ngủ sao? Thế thì ngủ thêm chút nữa đi, Trần Quả Đáp, trước ngày hôm qua, chính cô cũng không thể ngờ sẽ có lúc mình nói năng dịu dàng như thế với Diệp Tu. Đường Nhu dùng mình một cái, Diệp Tu cũng giật mình. Hắn nhìn ngó Trần Quả nửa ngày mới lên tiếng, thêm một lát là bao lâu. Cậu muốn ngủ bao lâu thì ngủ, Trần Quả tiếp tục dịu dàng, Diệp Tu kinh ngạc nhìn Đường Nhu, lại chỉ chỉ Trần Quả hỏi, chuyện gì đã xảy ra thế? Đường Nhu nhìn lên trần nhà, chắc tại sức ảnh hưởng của idol. Thật sao? Khụ, Diệp Tu ho khan một tiếng. Mặt nhanh chóng biến thành vẻ côn ngầu của các tuyển thủ lúc đối mặt với máy quay sau khi giành chiến thắng, bữa sáng lấy lòng anh cứ mang lên tận cửa. Phanh, Diệp Tu dập cửa phòng đến mức suýt đụng trúng mũi Trần Quả. Đường Nhu tận mắt nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Trần Quả từng chút biến mất, cơ mặt giật giật, đang muốn bay lên đạp cửa, bèn vội vàng kéo Trần Quả lại, "Thôi thôi, chị không thấy ảnh chỉ cố ý chọc chị thôi ư? Sao còn mắc mưu ảnh chứ? Không biết là do Đường Nhu khuyên giải hay thân phận idol đột nhiên phát huy tác dụng." trần quả cuối cùng cũng không đạp cửa nữa kéo đường nhu bước nhanh hừ chúng ta đi ăn sáng trong nhà ăn trần quả gạm bánh bao hùng hổ như chút hết oán giận vào đó khiến tất cả mọi người đều không khỏi liếc mắt qua bên này vài lần ai cũng kinh ngạc trước hình ảnh một cô nàng có khuôn mặt hết sức thanh thuần lại có tướng ăn chuẩn man như vậy cướp hết sự chú ý của mỹ nữ làm gì cũng đẹp như đường nhu trần quả tiêu diệt xong bữa sáng thì tần ngẩn liếc nhìn menu sắc mặt lộ ra nét do dự đường nhu thấy thế vừa cười vừa lau miệng xong mới hỏi, hay mình gọi cho anh ấy một phần. Không, đưa cho mà ấy. Không nhắc đến thì không sao, đường nhu vừa nhắc, Trần Quả lập tức rút sạch vẻ do dự trên mặt, kiên quyết đứng dậy rời đi. Đường nhu cười cười, tụt lại phía sau Trần Quả, gọi nhân viên phục vụ đưa một phần ăn sáng lên cho Diệp Tu. Trần Quả nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt, biết mà giả lơ như không. Quay lại phòng, Trần Quả tiếp tục chút giận vào TV như đang hành bánh bao. Cô đang sử dụng tốc độ tay như Vũ Bão bấm điên cuồng nút chuyển kênh. Đường Nhu cũng không để ý cô, lên máy tính đăng nhập vào trò chơi, vừa lên đã thấy Diệp Tu online. Anh không ngủ sao? Đường Nhu nghi hoặc, bị đánh thức rồi không muốn ngủ nữa. Diệp Tu trả lời, bữa sáng sắp đưa lên cho anh rồi. Ừ, cảm ơn, mới nói được 4 câu, Trần Quả thấy cô mở máy chơi vinh quang bèn mò mẫm đến xem, vừa đúng lúc nhìn thấy liền tức giận hỏi, không phải nó mệt lắm à? Dứt lời đã tông đến cửa phòng đối diện phá cửa, Diệp Tu ra mở, Trần Quả muốn nói gì lại không biết bắt đầu từ đâu. Diệp Tu tò mò nhìn xuống hai tay trống không của cô nàng, bữa sáng đâu. Nắm đấm bánh bao siêu bự đây, muốn ăn không? Trần Quả lại lên tăng sông, vung nắm đấm trong tay, giống hệt kỹ năng đấm vỡ của nhà quyền Pháp trong vinh quang, trùng hợp lại là chiêu thức mà đối thủ truyền kiếp của Diệp Tu Đại Mạc Cô Yên Hàn Văn Thanh Am hiểu nhất. Tiểu đường, em không phải nói với anh là đưa bữa sáng sau, gài hàng anh à. Diệp Tu kêu oai oái, Hiểu lầm thôi, tiếng đáp của đường nhu chợt truyền tới. Công cuộc dạo phố hôm qua mới hoàn thành một nửa, hôm nay Diệp Tu tỏ thái độ thà chết không đi, Trần Quả và đường nhu tính toán một lúc rồi cũng không muốn đi nữa. Thế là phòng khách sạn 1.500 đồng nghiễm nhiên trở thành hai phòng nét hạng sang, Diệp Tu lại chơi trọi xem TV. Hai phòng khách sạn, mỗi phòng có một máy. Đường Nhu và Trần Quả chiếm mỗi người một máy chơi vinh quang, Diệp Tu bị trục xuất với lý do chẳng thể cãi, trình độ của chú mày cao thế rồi, còn cần luyện gì nữa luyện cấp diệp tu bất lực nói quá đơn giản để chị luyện giúp cậu trần quả trả lời vì thế trần quả tiếp tục chơi máy ở phòng diệp tu chơi bằng tài khoản quân mạc tiếu của diệp tu người chơi thường lấy đâu ra cơ hội được chơi vũ khí bạc chứ hơn nữa còn là ô thiên cơ có thể biến đổi thành các hình thái vũ khí khác nhau diệp tu dạy trần quả cách sử dụng xong trần quả hào hứng kinh ngạc chơi tiếp lần lượt thay đổi ô thiên cơ thành đủ loại vũ khí khác nhau làm gì có tí tinh thần đánh quái luyện cấp nào, rõ ràng đang chơi trò Transformer. Thấy Trần Quả chơi vui như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mình, Diệp Tu đành chạy sang phòng đối diện, vừa đúng lúc chỉ dẫn cho đường nhu luyện tập kỹ xảo của Pháp Sư chiến đấu. Sông ngẩng đầu, với một người có tài khoản chưa đến 40 như đường nhu, kỹ xảo cao cấp kiểu này vô cùng xa lạ. Mặc dù hôm qua khi Diệp Tu sử dụng, đường nhu cũng có mặt ở đấy, nhưng một chiêu rồng ngẩng đầu không để lại cho cô quá nhiều cảm xúc, Cô không hề biết một chiêu kia khiến người ta sợ hãi nhường nào. Tuy nhiên, đêm qua Trần Quả đã lặp đi lặp lại với cô rằng chiêu rồng ngẩng đầu này có bao nhiêu oai phong, khiến cô có chút mơ mộng, có chút khát khao khoảnh khắc gây kinh ngạc cho mọi người trong tích tắc ấy. Giờ nhân vật chính của sự kiện oai phong đó sang, Đường Nhu muốn hỏi han đủ thứ. Nhưng cô nghĩ hãy còn quá sớm, cấp độ của nhân vật còn chưa lên cao, bây giờ biết mấy kỹ xảo đó cũng chẳng để làm gì, vậy cần gì biết sớm. Dù vậy, dường như động lực để luyện cấp lại tăng thêm chút rồi tối qua cảm thấy thế nào diệp tu vừa vào phòng đã hỏi cảm xúc của đường nhu về trận đấu tối hôm trước rất tuyệt đường nhu nhớ lại tối qua tâm trạng đầy khó nói khiến cô nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ chính xác nào để biểu đạt trong lòng cô dường như có thứ gì chợt nảy mầm ngứa ngáy trong lòng có muốn cùng anh tham gia giải liên minh chuyên nghiệp không diệp tu ướm hỏi cùng anh đúng thế anh nhất định sẽ quay về em chắc chắn sẽ đạt đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp đỉnh cao thực sự của vinh quang không phải chỉ nhờ đánh bại một ai mà là giành được quán quân của cả giải đấu chuyên nghiệp ngẫu nhiên đánh bại một người cũng chẳng có gì đáng tự hào chỉ khi lần lượt chinh phục tất cả những khó khăn trong suốt mùa giải đánh bại tất cả các đối thủ lợi hại mới được tính là ngồi trên ngai vàng thật sự thế ba lần đạt quán quân liên tiếp thì gọi là gì đây đường nhu cười hỏi không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn mà thôi diệp tu trả lời nói vậy là muốn vượt qua anh quả thực quá khó mà dù đánh thắng anh trên sàn PK, anh cũng chẳng phục đâu nhỉ. Đường Nhu nói, con nhóc này, sao cứ so cao thấp với anh thế hả? Diệp Tu nói, dù anh có bảo xét chuyện quán quân mùa giải, thì anh vẫn là đại thần hàng đầu của Vinh Quang. Anh đã giành vô địch ba lần, coi như không tính liên tiếp, số lượng vẫn chiếm nhiều nhất Vinh Quang nhỉ. Ê, nói như em, anh tự thấy mình cũng tài phết ấy nhờ. Diệp Tu đến cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm, không biết năm nay ai sẽ bước lên đỉnh cao đây đường nhu lại hỏi năm nay diệp tu ngẩn người đường nhu đột nhiên quan tâm vấn đề này làm hắn chưa kịp chuẩn bị chưa đến ngày cuối cùng ai cũng không biết được câu trả lời chính xác đây chính là điểm thú vị nhất diệp tu nói đúng vậy không thể nói trước được điều gì chính là điểm thú vị nhất đường nhu đồng tình cố lên em hoàn toàn có thể trở thành người tham gia chứ không phải chỉ đứng xem như giờ diệp tu khích lệ Vâng, em quyết định sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem sao. Đường Nhu gật gật đầu, quyết định rồi phải học tập anh đó. Diệp Tu nói, Đường Nhu dường như hiểu ý, quay lại nhìn Diệp Tu cười, em có phải 15 tuổi đâu. Anh cũng vậy từ lâu rồi. Diệp Tu cười, ngày hôm đó không ai nói thêm câu nào. Cho đến buổi tối, là thời điểm cuối cùng của ngôi sao cuối tuần, ba người mới cuống quyết cả lên. Hôm trước cả ba đã bị lộ diện hoàn toàn, đặc biệt là Diệp Tu, trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhận định đấy chính là Diệp Thu. Vậy vị trí chỗ ngồi của cả ba hôm nay chắc hẳn đã bị paparazzi bao vây chặt chẽ rồi. chương 335 cộng 24 ngôi sao tụ hội. Từ trên phòng khách sạn nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy nhà thi đấu luân hồi sáng bừng trong đêm, giờ nó đã bắt đầu bận rộn chào đón ngày cuối cùng. Hoạt động 3 ngày của ngôi sao cuối tuần có bán vé từng ngày và vé chọn gói, vé trần quả kiếm được là 3 tấm vé chọn gói. Nhưng chỉ cần dựa vào giá bán của vé từng ngày thì biết được, vé vào cửa 3 ngày càng lúc càng đắt, nhất là vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba chỉ có một hoạt động, đó chính là màn thi đấu ngôi sao tụ hội. 24 tuyển thủ nổi tiếng nhất do đám fan Vinh Quang Bầu chọn sẽ chia thành hai đội, tổ chức đấu cá nhân, đấu võ đài tổ đội và đấu đoàn đội như trong một giải đấu chuyên nghiệp. Ngoại trừ ngày hôm đấy, mọi người sẽ không có cơ hội xem được một trận đấu đầy siêu sao giống vậy. Dù nó còn mang đậm tính diễn, tỷ lệ giá trị và rating khán giả xem truyền hình của trận đấu ngôi sao tụ hội vẫn tương đương với một trận chung kết quan trọng vậy nên không được xem trực tiếp trận đấu ngôi sao tụ hội trần quả xoắn suýt vô cùng diệp tu và đường nhu thì không quan tâm mấy đường nhu còn chưa thoát game diệp tu vẫn đang ngồi cạnh hướng dẫn cô nàng như trước chỉ khi cả hai nghe thấy trần quả nói gì mới quay đầu lại giả vờ phối hợp xoắn suýt thật ra trong nhà đều biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không trần quả đột nhiên hỏi diệp tu ừ lần này Diệp Tu không hề ngoảnh đầu lại, thế sao giờ cậu còn không dám lộ diện, Trần Quả tìm được cơ hội, tinh thần bà Tám lại dâng cao. Trước kia thì không muốn bị họ tìm thấy, còn sau này, lại không muốn họ chịu không nổi, trong mắt họ, tôi có thế nào cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Diệp Tu nói, Trần Quả không dám nói gì, cô chợt nhận ra mình không nên thăm dò quá sâu vào nguồn gốc của Diệp Tu, bởi đó đều là những nỗi đau khắc sâu trong lòng hắn. Có lẽ ngày thường hắn luôn cố tránh nhớ lại mọi chuyện, còn mình thì cứ nhắc mãi những chuyện ấy, thật sự rất xấu hổ. cảm giác tội lỗi vừa dâng trào, trần quả lập tức hùng dũng đập tivi, nói thế đêm nay chúng ta không đi xem tivi là được rồi. thật ra mình tôi không đi là được, hai người cứ đi đi. diệp tu nói, ừ, nói cũng phải. đến lúc được phỏng vấn, chỉ còn có thể quảng cáo cho tiệm nét nữa. trần quả vuốt cằm suy nghĩ, đường nhu lại quay đầu nói, chỉ sợ khách tới không lên mạng mà chỉ để vây xem thôi. ờ hả trần quả tiếc nuối thở dài quên mất chuyện này đi đi hai người đi đi diệp tu đứng dậy bày ra dáng vẻ đuổi khách phía sau đường nhu anh định làm gì đường nhu quay đầu nhìn hắn em sắp đi coi trận đấu rồi đúng không anh tới chơi máy diệp tu nói không lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự mà cậu không muốn đi thật ra cậu muốn ở đây chơi game chứ gì trần quả nói sao thế được chứ chẳng phải tôi đã kể hết nỗi khổ cho hai người nghe rồi sao diệp tu bảo chẳng qua giọng điệu quá tùy tiện, không giống như đang khổ sở gì. Thế nhưng thực tế lại hết sức thuyết phục, làm người ta không thể không tin hắn thật sự có nỗi khổ. Trần Quả do dự một hồi, rốt cuộc không nói gì cả, nhìn sang đường nhu. Đường nhu đương nhiên biết Trần Quả muốn đi bất kể giá nào, ba tấm vé kia kiếm được không dễ, lại phải bỏ màn cao trào nhất, là fan ai cũng sẽ tiếc nuối cả. Vì thế, cô lập tức đứng dậy nhường vị trí cho Diệp Tu, chúng ta đi thôi. Đi thôi đi thôi, Diệp Tu khoát tay, nhanh chóng thoát hàn yên nhu của đường nhu, đổi sang đăng nhập quân mạc tiếu của mình. Cậu không xem ngôi sao tụ hội à? Trần Quả hỏi, xem chớ, chẳng phải còn sớm sao, đến lúc đó thì vừa chơi vừa xem. Diệp Tu nói, vậy nên hai cô nàng đi mất, để lại mình Diệp Tu trong phòng. Trận đấu ngôi sao tụ hội không hổ là một sự kiện trọng đại có thể so với trận chung kết, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ người online trong game. Các khu luyện cấp vẫn khá náo nhiệt vào buổi chiều, càng tiến vào giờ cao điểm buổi tối thì càng ít dần. Vừa chơi vừa xem, một lòng mà làm hai chuyện cũng không dễ dàng cho cam. Trò chơi có thao tác dườm dài như vinh quang, lúc đấu thực chiến sẽ không có thời gian dư giả liếc mắt sang chỗ khác. Diệp Tu đành tranh thủ thời gian chơi game, sắp thấy gần đến giờ, hắn bèn thoát game, sang mở TV lên. Bên phát sóng cũng đã bắt đầu sự kiện của ngày cuối cùng trước. 24 tuyển thủ của ngôi sao tụ hội còn chưa chính thức vào trận, Phóng viên của bên phát sóng đã đi tìm bóng dáng của 24 người để phỏng vấn. Kẻ đầu tiên bị phóng viên tìm thấy là người có mặt sớm nhất trên hàng ghế tuyển thủ chuyên nghiệp, đội phó Trương Tân Kiệt của chiến đội Bá Đồ đang ngồi thẳng tắp. "Chào đội phó Trương." Phóng viên vội tiến lên. "Chào." Trương Tân Kiệt gật đầu. Dù chỉ là một trận đấu ngôi sao tụ hội, anh vẫn giữ thói quen vào trận trước nửa tiếng của mình. Phóng viên bắt đầu dẫn dắt. "Ừ." Trương Tân Kiệt lại gật đầu khán giả hiện đang rất tò mò tổ đội sẽ được phân chia thế nào trong năm nay anh có thể tiết lộ chút xíu cho mọi người không phóng viên hỏi trương tân kiệt nhìn phóng viên với ánh mắt lạ kỳ không được tiết lộ trước đây là yêu cầu của bên phát sóng mấy anh mà nhỉ há há giờ chỉ còn nửa tiếng là bắt đầu nói một chút cũng không sao đâu phóng viên bảo trương tân kiệt chỉ lắc đầu không thể trả lời tình cảnh hơi khựng lại phóng viên đành phải đổi câu hỏi với nghề nghiệp của đội phó trương chắc anh sẽ tham gia trận đấu đoàn đội nhỉ là một trong những bậc thầy chiến thuật, không biết anh có cẩn thận chuẩn bị chiến thuật nào trước hay không. Đến đó thì anh sẽ biết, Trương Tân Kiệt lễ độ đáp lời, vẫn không hó hé gì. Cảm ơn đội phó Trương, phóng viên bó tay, đành kết thúc cuộc phỏng vấn chả có thu hoạch gì lần này. Rồi ánh mắt gã lại đảo quanh, chợt nhìn thấy một người đang ngồi trên hàng ghế của chiến đội gia Thế Tô Mộc Tranh, cũng là một trong 24 tuyển thủ ngôi sao. Quan hệ của Tô Mộc Tranh và Diệp Thu không phải chuyện bí mật trong vinh quang, giờ chắc chắn cũng là một nhân vật có đề tài hay ho phóng viên nhìn thấy sao có thể bỏ qua được lập tức dắt theo nhân viên quay phim lao đến mộc tranh gửi lời chào đến khán giả đi nào phóng viên hô to hi tô mộc tranh vẫy tay với máy quay có đang xem tv không diệp tu cầm nín trước tv màn chào hỏi này có hơi cá nhân thì phải phóng viên quả nhiên cũng nhạy cảm phát hiện ra lập tức cười nói màn chào hỏi vừa rồi có hơi đặc biệt có phải ẩn chứa hàm ý đặc biệt gì không Tô Mộc Tranh cười, anh biết mà, đang chào hỏi với Diệp Thu đúng không? Phóng viên quả nhiên biết, đúng vậy, Tô Mộc Tranh thẳng thắn thừa nhận. Nói thế thì, hôm nay Diệp Thu sẽ không có mặt ở đây sao? Phóng viên lập tức nhận ra vấn đề, em cũng không biết nữa. Tô Mộc Tranh đáp, em vừa chào hỏi anh ấy trước TV mà. Phóng viên nói, giống nhau thôi, nếu anh ấy ở trước TV sẽ thấy được, nếu anh ấy có mặt ở đây. Cũng sẽ nhìn thấy qua màn hình lớn, Tô Mộc Tranh chỉ màn hình lớn được treo trên cao của nhà thi đấu, bên trong đương nhiên đang chiếu trực tiếp theo từng bước của phóng viên. Ra là thế, cảm ơn Mộc Tranh. Lại một đoạn phỏng vấn chấm dứt, hình ảnh phỏng vấn tạm thời bị cắt, phóng viên đang tìm đối tượng kế tiếp. Hình ảnh phát sóng chợt chuyển đổi, lia thẳng về phía khán đài. Diệp Tu nhìn theo, trên màn hình chẳng phải chính là Trần Quả và Đường Nhu sao. Hiển nhiên bên phát sóng cũng đã chuẩn bị trước, cố tình quay đặc tả vị trí đấy. Hai đại mỹ nữ cũng rất ăn ảnh, dẫu không có sự kiện hôm qua quay đặc tả cảnh này cũng đủ sướng mắt có điều nơi được chú ý đặc biệt cũng không phải ở đấy sau khi ống kính xoay vòng thì chưa hẳn một cảnh quay dài sâu xa dành riêng cho chỗ trống bên cạnh cả hai tất cả diễn ra trong im lặng đợi đến khi phóng viên lại tìm thấy một tuyển thủ trong ngôi sao tụ hội ống quay mới lập tức chuyển sang màn phỏng vấn nửa tiếng trước khi mở màn cứ trôi qua như thế đối mặt với một trận đấu như vậy đa số tuyển thủ đều thoải mái hiếm ai nghiêm túc như trương tân kiệt ai cũng bông đùa đôi câu với phóng viên, móc xỉa tuyển thủ mình quen biết, nửa tiếng đấy trôi qua rất nhanh. Đợi đến khi chính thức bắt đầu, đèn ở nhà thi đấu mới tắt hết. Khán giả nào cũng đã xem qua danh sách 24 ngôi sao vào ngày đầu tiên, nhưng sau khi trận đấu ngôi sao tụ hội khai mạc vào ngày cuối, thì trận diễn của 24 người mới chính thức bắt đầu. Ngọn đèn chiếu xuống, người đầu tiên lên sân chính là tuyển thủ át chủ bài của đội chủ nhà Luân Hồi, Chu Trạch Khải. Sau khi chậm rãi lên sân trong ánh đèn, hình ảnh 3D hiện lên, nhân vật nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải xuất hiện cạnh cậu ta. Cả khán đài la hét chói tai, tranh thủ nâng cao mặt mũi cho tuyển thủ át chủ bài nhà mình. Mà Chu Trạch Khải lại rất thạo mấy màn diễn được sắp xếp trước, lại thêm có mặt có body, tuy trông hơi mất tự nhiên nhưng cũng ngập tràn khí thế đại thần. Người lên sân tiếp đấy cũng là một tuyển thủ khác của Luân Hồi, Giang Ba Đào. Nhân vật vô lãng, nghề ma kiếm sĩ, là nhân vật đứng thứ hai trong chiến đội Luân Hồi sau Chu Trạch Khải, lên sân khấu theo từng chiến đội, chỉ gọi tên và giới thiệu nhân vật, tiết tấu diễn ra rất nhanh. Sau hai người của Luân Hồi, chiến đội lên sân khấu tiếp đấy là Lam Vũ, họ có ba người chúng cử ngôi sao tụ hội lần này. Dụ Văn Châu, nhân vật sách khắc tắt nhĩ, nghề thuật sĩ. Hoàng Thiếu Thiên, nhân vật giả Vũ Thanh Phiền, nghề kiếm khách. Vu Phong, nhân vật phong mang tuệ kiếm, nghề cuồng kiếm sĩ. Sau đó là hai người của chiến đội Yên Vũ, Sở Vân Tú, nhân vật phong thành Yên Vũ, nghề pháp sư nguyên tố. Lý Hoa, nhân vật lâm ám cỏ kinh, nghề nhìn ra. Hai người của chiến đội Bách Hoa, Đường Hảo, nhân vật Đức Lý La, nghề lưu manh. Châu Viễn, nhân vật Bách Hoa liễu loạn, nghề chuyên gia đạn dược. Hai người thuộc chiến đội Bách Hoa đều có chỗ đặc biệt. Đường Hạo chỉ là tân binh năm 2, tài khoản lưu manh Đức Lý La trong tay cũng không phải một nhân vật quá nổi trội trong giới chuyên nghiệp, nhưng với biểu hiện xuất sắc nửa năm nay của mình, hắn giành được sự ủng hộ rất lớn, tài khoản theo đó cũng trở thành một trong những ngôi sao. Còn Châu Viễn lại hoàn toàn trái ngược với đường hạo, nếu nói về biểu hiện cá nhân, cậu tuyển thủ được gấp rút tìm về thay đội trưởng Trương Giai Lạc sử dụng bách hoa liễu loạn này quả thực chẳng có chút thuyết phục gì. Cậu ta có thể trở thành một trong 24 người chủ yếu là nhờ nhân vật bách hoa liễu loạn. Nhiều fan vinh quang đều không hy vọng nhìn thấy sự thiếu vắng của nhân vật cấp thần này trên sân khấu ngôi sao tụ hội. Châu Viễn hiển nhiên biết rõ điều này, cậu ta đứng trên sân, lại như lén lùi về một bước so với bách hoa liễu loạn được chiếu bởi ảnh 3D. Sao ghi chú nhỏ, chương 336 cộng 24 ngôi sao tụ hội 2. So với mấy người đã lên đài trước thì hai tuyển thủ bách hoa, một người có lai lịch hơn hẳn nhân vật, một người có thực lực thua kém. Nhưng đường hạo có thể nói ra câu lấy hạ khắc thược, tất cũng là một tên ngạo nghế, hắn không để ý mà vẫn đứng hiên ngang ở đấy. Còn Châu Viễn trông có vẻ bất an, tự giác đứng lùi về sau nhân vật, ánh mắt không dám lia về phía khán giả nghe giới thiệu tuyển thủ chuẩn bị lên sân mới lập tức quay đầu nhìn. Lần lượt lên sân sau cậu ta là hai người thuộc chiến đội gia thế, Tôn Tường và Tô Mộc Tranh. Nhân vật của cả hai, Pháp Sư chiến đấu nhất Diệp Chi Thu và bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong cũng nhanh chóng được chiếu lên sân. Đây vốn là một cặp nhân vật ăn ý nhất trong liên minh, nhưng ngay lúc này, chủ nhân của Mộc Vũ Tranh Phong không hề che giấu thái độ ghét bỏ, đứng cách Tôn Tường một khoảng, cách châu viễn của Bách Hoa còn gần hơn. Bên phát sóng cũng thích làm lớn chuyện, Lập tức zoom về phía chỗ trống mà Diệp Tu không đến, tất cả lại được quay trong im lặng. Sau hai người, đội trưởng Dương Thông của chiến đội một độ mang theo nhân vật thích khách phong cảnh sát của mình lên đài. Tuy là át chủ bài của một đội, nhưng bất kể thực lực hay nhân vật, Dương Thông cũng không thuộc hàng top, đứng trên đài trông rất khiêm tốn. Sau khi Dương Thông lên đài, phần giới thiệu tạm dừng. Khán giả đếm thử, vừa vặn 12 người lên trước, nhất thời hiểu được đây là đang phân đội. 12 người tạm trở thành một đội trong ngôi sao tụ hội đêm nay. Mà Chu Trạch Khải của chiến đội Luân Hội trở thành đội trưởng lâm thời của đội ngôi sao này. Có điều, sự bổ nhiệm đó rõ ràng chỉ trừ mặt mũi cho bên chủ nhà. Nếu quả thực để Chu Trạch Khải làm chỉ huy, thì ngay cả bản thân Luân Hồi cũng không đồng ý. Chu Trạch Khải mang danh đội trưởng, nhưng người xứng chức đội trưởng thực sự lại là Dụ Văn Châu của chiến đội Lam Vũ. Không ai ý kiến ý có gì cả, anh chàng đội trưởng hòa nhã này rất được lòng người trong giới chuyên nghiệp. MC phỏng vấn sơ qua 12 người, rồi sắp xếp 12 người ngồi lên vị trí đối kháng được đặc biệt chuẩn bị vì ngôi sao tụ hội. 12 người ngồi cùng một hàng ở một bên sơ khấu, rồi sau đó, 12 người còn lại lập tức lên sân. Chiến đội đầu tiên lên sân chính là Vi Thảo, họ cũng có 3 tuyển thủ ngôi sao như Lam Vũ. Đội trưởng Vương Kiệt Hy, nhân vật Vương Bất Lưu Hành, nghề ma đạo học giả. Đội phó Đặng Phục Thăng, nhân vật tên dài những năm chữ, gọi Thủy Hàn Phong như đao nghề kỵ sĩ. Ngoài ra, còn một tuyển thủ chuyên nghiệp nghề nhu đạo, Lý Diệt Huy, nhân vật áo ướt bay loạn, cũng là một tuyển thủ trọng yếu trong chiến đội Vi Thảo. Người lên sân khấu sau chiến đội Vi Thảo chính là hai người của chiến đội Bá Đồ, đội trưởng Hàn Văn Thanh và đội phó Trương Tân Kiệt. Nhân vật của Hàn Văn Thanh đương nhiên là nhà quyền Pháp danh tiếng vang dội, nhân vật được xưng là quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên. Nhân vật của Trương Tân Kiệt lại là Mục Sư, nhân vật Thạch Bất chuyển. Sau đó là Lý Hiên của chiến đội Hư Không, nhân vật Phùng Sơn Quỷ Khấp, nghề quỷ kiếm sĩ, người tiến lên cùng hắn là đồng đội Ngô Vũ Sách, nhân vật quỷ khác, nghề cũng là quỷ kiếm sĩ. Ngô Vũ Sách và Lý Hiên là cặp đôi song quỷ phối hợp, cũng là một cặp kinh điển trong giới chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh với bộ đôi hợp tác tốt nhất Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Hai người của chiến đội hư không xuất hiện xong, người lên sân khấu chính là Lâm Kính Ngôn của chiến đội Hô Khiếu, tuy phong độ có phần tụt dốc, bị Đường Hạo lấy hạ khắc thượng thành công, nhưng thứ mà ngôi sao tụ hội bầu chọn lại là độ hot. Một đại thần như Lâm Kính Ngôn, dù có sống bằng tiền dành dụng trước khi giải nghệ cũng đủ chen chân vào hàng ngũ 24 em, huống chi hắn ta còn có sự trợ giúp của nhân vật lưu manh mạnh nhất đường Tam Đà. Mà chiến đội hô khiếu cũng không phải chỉ có mình kẻ xuất sắc là Lâm Kính Ngôn, còn tuyển thủ phương duệ với nhân vật quỷ mê thần nghi nữa, gã thuộc nghề đạo tặc hệ ám giả, dạ, phong cách kỹ thuật chính là hèn hạ, hèn hạ và hèn hạ. Người tiếp theo lên sân, đội trưởng tiêu thì khâm của chiến đội lôi đình, một trong bốn bậc thầy chiến thuật đứng đầu vinh quang, là một người dù có cầm chúng quân bài túi hoắc cũng có thể gây phiền nhiễu cho bất kỳ đội ngũ nào. Nhân vật diệt sinh linh của gã mang cái tên đậm sát khí, nhưng nghề nghiệp trái lại là chuyên gia máy móc, không phải một nhân vật đánh đấm chính diệt. Lên đài sau tiêu thì khâm là kẻ cao to lực lưỡng liền sâm của chiến đội Hoàng Phong, chỉ mỗi vóc người ấy thôi cũng đủ mang đến khí thế gây chấn động. Đám tuyển thủ chuyên nghiên cứu về vinh quang chủ yếu là một lúc chết dí trong nhà, hiếm có ai sở hữu body vận động viên giống vậy một tuyển thủ có được cơ bắp cuồn cuộn rất hiếm gặp trong hơn 200 tuyển thủ. Nhân vật của Điền Sâm tên Quét Đất Sâm Hương, nghề là thầy trừ tà trong hệ thánh chức, đây là một nhân vật cấp thần xuất hiện từ xa xưa, Điền Sâm đã là người thứ ba sử dụng nó. Mà chiến đội Hoàng Phong cũng thay đổi theo từng chủ nhân của nhân vật, trở nên tụt dốc hơn xưa. Có một nhân vật đứng đầu cũng uổng phí, đến cả vé vào cửa vòng tứ kết cũng không lấy nổi. Người lên sân khấu sau Điền Sâm chính là Triệu Tử Dương, át chủ bài của chiến đội Lâm Hải, Nhân vật là Hải Vô Lượng, nghề khí công sư. Hoàn cảnh của gã cũng tương tự Dương Thông, bản thân và nhân vật không quá nổi trội, có điều đấy là so giữa những người có trình độ hàng đầu mà thôi. Có thể nằm trong 24 tuyển thủ, hẳn nhiên cũng có chỗ hơn người. Bây giờ, 12 tuyển thủ tiếp theo lên sân song. Đội này lấy Vương Kiệt Hy là đội trưởng tạm thời, đại diện cả đội nói ngắn gọn đôi câu, sau khi MC bắt đại một đưa phỏng vấn, 12 người cũng bước lên chỗ ngồi đối kháng nằm cách xa 12 người kia. Ai đấu cá nhân, ai đấu võ đài tổ đội, ai đấu đoàn đội hiện vẫn chưa công bố, nhưng khán giả đã bùng cháy cả rồi. Tuy đấu ngôi sao tụ hội chỉ mang tính diễn, song liên minh cũng sợ diễn quá làm mất tính đối kháng, dẫn đến giảm độ thu hút. Vậy nên liên minh cũng tìm cách châm mùi thuốc súng lên, đẩy mạnh tính đối kháng. Tựa như cách phân đội hôm nay, làm vũ với vi thảo, ra thế với bá đồ, tuyển thủ nào nằm trong những chiến đội hay đối đầu nhau sẽ được phân thẳng thành hai phe. Ngoài ra, những kẻ có hiểm khích cá nhân như Đường Hạo và Lâm Kính Môn cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Bằng cách thúc đẩy những mối quan hệ ấy, trận đấu chắc chắn không đến mức đánh cho có. Người của Vi Thảo sẽ để mặc người Lam vô thể hiện ư? Dù tuyển thủ không ý kiến thì cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của fan đội nhà. Có vài ba đối thủ, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu đều không được nhường nhịn. Mà có những nhân tố ấy thúc đẩy, sợ gì những trận đấu ngôi sao tụ hội sẽ không hay chứ? Đám tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên biết hết mấy màn cố tình sắp đặt đấy, nhưng họ buộc phải tham gia vào. 24 người là những nhân vật hot nhất vinh quang, quả thực không cần giới thiệu quá nhiều. Trận đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn thực chiến, hiệp đầu của phần đấu cá nhân sắp bắt đầu, hai bên sẽ cử ai ra trận đây. Đến bây giờ còn chưa công bố, khán giả có mặt và ngồi trước TV đều duỗi cổ mong chờ. Mà lúc giới thiệu tuyển thủ lên sân trận đầu, MC còn cố tình nói chậm để giấy hứng thú của mọi người lên đỉnh điểm. Cuối cùng, đội một cử ra Dương Thông của chiến đội 301, còn đội 2 lại chính là Điền Sâm của Dương Thông. Trong 24 người, dẫu có là đại thần đứng đầu cũng không thể đè bẹp được ai, sự biểu hiện trên sân có sức ảnh hưởng quan trọng trong một trận đấu có trình độ thế này. Có điều, trong trận đấu của 24 người, điều quyết định cuối cùng vẫn là tài khoản nhân vật. Quét đất sân hương, đây là một nhân vật đủ để xưng thần, so ra thì nhân vật phong cảnh sát của Dương Thông hơi kém hơn chút, điền sâm dựa vào ưu thế nhân vật mà đánh vững vàng không hề mắc sơ sót sau cùng giành chiến thắng trong tình cảnh thoát tim nhưng không nguy hiểm cả hai đánh xong nhận phỏng vấn tận nơi tất nhiên là bên thắng bảo bên thua đánh tốt lắm anh đây nhờ may thôi bên thua sẽ nói bên thắng đánh xuất sắc hơn thắng là phải dẫu sao đây chỉ là trận đấu môi sao tụ hội không thể nào nghe thấy một cuộc đối thoại sạc mùi thuốc súng giữa hai tuyển không thù không oán được sau khi cả hai vui vẻ hòa thuận nắm tay nhau trận sâu lâu đầu tiên kết thúc Trận đấu cá nhân thứ hai, châu viễn của chiến đội Bách Hoa được cử lên sân, người tiếp chiến của đội 2 là tuyển thủ Nhu Đạo Lý Diệp Huy thuộc chiến đội Vi Thảo. Bách Hoa liễu loạn của châu viễn là tài khoản cấp thần hàng thật giá thật, chẳng qua biểu hiện của cậu ta lại không quá xuất sắc. Người mà cậu ta được tìm đến để thay thế hòng cứu trận lúc nguy cấp này chính là đại thần Trương Giai Lạc, mà cậu ta còn dùng tài khoản hàng đầu của cả chiến đội. Có thể hiểu ngay áp lực mà Châu Viễn phải chịu. Xong, trong chương trình như ngôi sao cuối tuần, tại một trận đấu không phải chịu áp lực gì châu viễn thả lỏng hoàn toàn lại đánh ra được một trận xuất sắc nhất kể từ mùa giải bắt đầu tới nay nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi của cả khán đài qua một màn hỏi thăm khách sáu nữa trận thứ ba bắt đầu mỗi trận cá nhân đấu thắng tính một điểm cũng không có vụ thắng hai trên ba trận được tặng điểm khuyến khích quả thực không cần xem trọng chuyện bày mưu tính kế gì mà bên đội một người thứ ba lên sân chính là cuồng kiếm sĩ vu phong của chiến đội lam vũ bên đội 2 lại cử ra phương duệ theo phái hèn mọn của chiến đội hô khiếu. Bảng đối đầu vừa hiện ra, cả khán đài vang đầy tiếng tiếc hận. Trong trận đấu cá nhân, hai kẻ thù không đội trời chung như Lam Vũ và Vi Thảo đều cử người ra trận, tiếc rằng lại lệch trận 2 và 3, nếu cho tuyển thủ hai đội chạm chán nhau, khán giả tin rằng màn đối chiến sẽ kịch liệt hơn nhiều. Song từ đó có thể thấy được, chuyện phân đội 1 và 2 là do liên minh làm chủ, nhưng tiến vào giai đoạn so đấu, chuyện bày binh bố trận sẽ do đám tuyển thủ quyết định. Bằng không với sự thông đồng giữa hai bên, sao liên minh có thể bỏ qua sự sắp xếp như vậy? Nghề cuồng kiếm sĩ của Vu Phong thuộc loại tấn công trực tiếp, Phương Duệ lại là một đạo tặc hèn mọn, nhưng chẳng ai dám coi khinh kỹ thuật ẩn chứa trong một trận đấu trông như chơi trốn tìm này. Hai bên cẩn thận nắm giữ các bước di chuyển của đối phương, chậm rãi dây dưa dựa vào từng vị trí. Trong ba trận sâu lâu, trận này đánh lâu nhất, ước chừng sau 5 phút, đạo tặc hèn mọn của Phương Duệ chớt mắt sai lầm, bị Vu Phong đúng lúc bắt được, thế là bị ăn một trận hành đau, chấm dứt ván này. Cả khán đài vỗ tay ầm ầm, đấu pháp hèn hạ là một đấu pháp cực đoan, một vài người rất thích, một vài người lại cực ghét. Lúc này, người liều mạng vỗ tay hẳn nhiên là những kẻ khinh bị trường phái hèn mọn, nhìn thấy phương duệ hèn mọn bị chặt chém mà sướng vô cùng. Chương 337, trận chiến giữa các ngôi sao. Tuy lối chơi đáng khinh của Phương Duệ bị hạ gục giấy lên cả chàng pháo tay ăn mừng thì gã vẫn bơ đi mà sống. Dù nhiều người không ưa kiểu đánh đó, nhưng cũng không thiếu người ủng hộ nó, nếu không gã đã, đã chẳng được bình chọn vào hàng ngũ ngôi sao. Sau khi giơ tay chào khán giả cùng người chiến thắng vu phong, cả hai cùng rời khỏi sân khấu. Đấu đơn kết thúc, đội một được một điểm, đội 2 ăn 2 điểm, tạm thời đội một bị dẫn trước. Tuy trận đấu chỉ mang tính biểu diễn, nhưng khán giả vẫn có khuynh hướng ăn thua, tất nhiên là đứng về đội có thần tượng mình. Như Trần Quả chẳng hạn, vì ủng hộ Tô Mộc Tranh mà ngẽ ẩn về đội 1. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, màn hình 3D chiếu lại những cảnh quay gây cấn trong trận chiến vừa qua. Mấy phút sau, hiệp 2 đấu võ đài tổ đội bắt đầu, khán giả còn đang thì thảo bàn xem hai đội sẽ sắp xếp thế nào, thì tuyển thủ cho trận đầu tiên của hai đội đã lên sàn. Đội 1, tuyển thủ xuất chiến không ai khách chính là con át chủ bài của gia thế, tôn tường. Hình ảnh nhất diệp chi thu vừa xuất hiện trên màn ảnh đã gây tiếng vang lớn trong cả khán phòng. Quả không hổ là trận đấu ngôi sao tụ hội, hết tuyển thủ và nhân vật này đến tuyển thủ và nhân vật khác đều khiến người ta sôi trào. Về phía đội 2, người xuất chiến chính là Lâm Kính Ngôn của chiến đội Hô Khiếu. Thực lực và kỹ thuật của Tôn Tường không hề thua kém đường hạo, nhân vật nhất Diệp Chi Thu lại mạnh hơn hẳn nhân vật Đức Lý La. Màn thắng trong trận chiến giữa đường hạo và Lâm Kính Ngôn cũng không hề gây tranh cãi. Theo lý thuyết, khả năng thắng trận này của Tôn Tường khả quan hơn. Chẳng qua đó chỉ là mặt lý thuyết, còn phải cân nhắc về tâm trạng của hai người nữa hai người này, một kẻ bị tân binh đè đầu bằng lấy hạ khắc thượng, kẻ thì bị cho là còn non lắm, nói chung đều khá mất mặt. Nhất là tôn tường, tự đào hố chôn mình còn bị Hàn Văn Thanh thẳng thường châm biếm, giờ mới qua hai ngày, tâm trạng chưa thể tốt lên, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thắng thua trận này. Đôi bên khai chiến, Lâm Kính Ngôn vẫn phát huy sự ma mãnh lão làng của mình như trước, trong khi tôn tường thì xuất hiện vấn đề thiệt. Thứ nhất là mới hôm trước cậu ta bị đả kích và ê mặt quá nặng, thứ hai là do tuổi còn trẻ, tố chất tâm lý chưa vững như bậc lão làng. Về mặt lý thuyết thì mạnh đấy, nhưng phân thắng thua vẫn phải dựa vào sự phát huy thực tế. Mà trận này, khả năng phát huy của tôn tường không có gì đáng để người ta khen ngợi. Cuối cùng, khi đường tam đả của lâm kính ngôn còn một phần tư máu thì nhất diệp chi thu của cậu ta ngã xuống. Tôn tường lẳng lạ người bục đấu, cả khán phòng ồ lên, trần quả cũng trả khách khí mà bắt đầu xỉ vả. Nếu là trước kia, cô sẽ không kích động thế, nhưng sau khi hóng hớt được chuyện của Diệp Tu, Trần Quả chẳng ưa gì chiến đội ra thế nữa. Chứng tỏ cô nàng Trần Quả này là fan tuyển thủ tiện thể kết lây chiến đội, giờ phát hiện quan hệ không tốt giữa tuyển thủ và chiến đội, mà chiến đội cũng chả quan tâm gì đến tuyển thủ thì chuyển luôn thành anti-fan. Thế nên chờ mong quái gì ở một kẻ đến thay thế Diệp Tu như Tôn Tường chứ? Vừa thấy Tôn Tường không giúp đội một chiếm được ưu thế gì, cô lập tức xem thường ngay. Tôn Tường trả lời vài câu phỏng vấn xong thì vội vàng xuống sàn. Người ra trận thứ hai của đội một là Lý Hoa của chiến đội Yên Vũ, sử dụng nhân vật ninja lâm ám thảo kinh. Lý Hoa cũng là một tuyển thủ có thao tác nhanh và lối chơi đa dạng. Tuyển thủ như thế đích thực là khắc tinh trời sinh với lối đánh gian xảo lâu năm của Lâm Kính Ngôn. Hơn nữa Lâm Ám Thảo Kinh còn phun máu, trong khi sinh mệnh của đường Tam Đả chỉ còn một phần tư, trận này Lâm Kính Ngôn thua chắc. Tuyển thủ lên sàn tiếp theo của đội 2 là Triệu Tử Dương của chiến đội Lâm Hải, sử dụng nhân vật khí công sư Hải Vô Lượng. Kỹ công sư là một nghề có năng lực tổng thể khá mạnh, công phòng hợp nhất, vừa hỗ trợ vừa bùng nổ. Nói chung thì đây là một nghề khá dễ để bắt đầu. Thế nhưng tiến vào giới chuyên nghiệp thì chuyện này lại biến đổi, không phải lo lắng ưu điểm dễ bắt đầu nữa, bởi những nghề có khúc đầu khó mấy thì đạt đến trình độ chuyên nghiệp cũng đã chơi quen tay rồi. Nghề dễ bắt đầu chưa chắc sẽ thao tác xuất sắc được hơn bao nhiêu. Hai người quần nhau một trận ác liệt, mỗi lối chơi, mỗi đặc tính nhân vật đều được bộc lộ một cách hoàn hảo đôi bên cũng không có sai lầm nào nghiêm trọng cuối cùng triệu tử dương nhờ có trận lâm kính ngôn bị đánh bại lúc trước mà chiến thắng lý hoa tuyển thủ đội một ra sân cuối cùng là đường hạo của chiến đội bách hoa mới hôm trước đường hạo còn lấy hạ khắc thượng thành công giờ đang ở trạng thái phấn khích nhất nên trả tốn bao nhiêu công sức đã hạ gục hải vô lượng đã gần cạn máu của triệu tử dương sau đó đại tướng giữ đài của đội hai lên sân chính là tiêu thì khâm của chiến đội lôi đình việc sắp xếp này khiến người xem không khỏi bất ngờ vì ai cũng biết tiêu thì khâm sở trường chỉ huy đoàn đội và lập chiến thuật. Tuyển thủ trong trận ngôi sao tụ hội đã đấu thì không thể lên lại, nên kiểu gì cũng thấy tiêu thì khâm phải xuất chiến trong thi đấu đoàn đội mới đúng. Trong đội ngũ ngôi sao sáng chói này, ai sâu lâu cũng mạnh hơn tiêu thì khâm chứ nhỉ. Song nghi ngờ là thế, chung quy trận đấu vẫn phải bắt đầu, và quả như mọi người dự đoán, tiêu thì khâm đấu sâu lâu không thắng nổi đường hạo nổi tiếng về tấn công. Dù trong tay gã có nhân vật diệt sinh linh mạnh hơn Đức Lý La của Đường Hảo thì vẫn bị áp chế gắt gao. Một kỹ sư máy móc chú trọng vị trí di chuyển đã bị Đường Hảo hạn chế chặt chẽ. Cuối cùng, tiêu thị khâm thua, Đường Hảo giúp đội một đảo ngược tình thế, phần thắng cuối cùng của võ đài tổ đội thuộc về đội 1, được cộng 2 điểm, vậy là đội 1 có tổng cộng 3 điểm, dẫn trước đội 2 với 2 điểm. Từ đó chắc chắn rằng, trận thi đấu đoàn đội cuối cùng sẽ là trận đấu phân định thắng bại lại một quãng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi cùng với những pha gây cấn được chiếu lại lúc này người xem mới hiểu ra theo lý thuyết thì rõ ràng là trận thi đấu võ đài vừa rồi đội một hơn đội hai một bậc tôn tường và đường hạo đều là tân binh năm hai nhưng thực lực đã dần tiến tới cấp thần trong khi ba người lên sân của đội hai thì kém hơn hẳn hai người này đương nhiên tôn tường mở màn không được tốt dẫn đến thua trận khiến người ta phải khinh bỉ một phen thì ngược lại đường hạo lấy một trọi hai giành chiến thắng cũng coi như giành hết nổi bật trong trận đấu ngôi sao lần này. Dù sao đi chăng nữa thì đối thủ hắn đánh bại cũng đều là những tuyển thủ ngôi sao cả. Giờ nghỉ qua đi, rốt cuộc cũng đến trận đấu đáng mong đợi nhất trong chương trình ngôi sao cuối tuần, trận đấu đồng đội giữa các ngôi sao. Không như những trận solo lúc trước có thể được thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp, thì một trận hỗn chiến gồm toàn các ngôi sao sáng chói thế này chỉ có thể bắt gặp trong trận đấu ngôi sao tụ hội mà thôi. Về tuyển thủ sẽ ra thi đấu của hai đội thì cứ dùng phương pháp loại trừ là có thể đoán được ngay, chủ yếu là xem ai sẽ đóng vai trò thay thế bổ sung. 12 tuyển thủ lần lượt lên sàn, sau khi trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của MC như hai đội có tự tin giành chiến thắng các kiểu thì đồng loạt lên bục đấu. Vào bản đồ thi đấu mà máy chọn ngẫu nhiên xong, cách sắp đội của đôi bên cũng lộ ra rõ ràng. Năm tuyển thủ ra trận của đội một lần lượt là Chu Trạch Khải của Luân Hồi, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ. Sở Vân Tú của Yên Vũ và Tô Mộc Tranh của Gia Thế. Tuyển thủ thay thế bổ sung là Giang Ba Đào của Luân Hồi. Về phía đội 2, năm tuyển thủ gồm có Vương Kiệt Hy và Đặng Phục Thăng của Vi Thảo, Trương Tân Kiệt của Bá Đồ, Lý Hiên và Ngô Vũ Sách của Hư Không. Tuyển thủ bổ sung thay thế là Hàn Văn Thanh của Bá Đồ. Tuyển thủ chuyên công như Hàn Văn Thanh lại thành tuyển thủ bổ sung thay thế, cách sắp xếp này lại khiến mọi người phải bất ngờ lần hai. Thế nhưng khi nhìn lại đội hình của đội 2 thì mọi người đã hiểu tại sao Tiêu Thì Khâm lại lấn sân sang đấu võ đài. Bên đội 2 có những hai bậc thầy chiến thuật, mà Trương Tân Kiệt ở đây thì đương nhiên Tiêu Thì Khâm phải nhảy sang đấu võ đài. Mà đội ngũ 6 người cuối cùng của đội 6 vừa đúng là những cặp đôi kinh điển của chiến đội 6 nhà. Vương Kiệt Hy và Đặng Phục Thăng một động một tính, Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt một công một hỗ trợ, Lý Hiên và Ngô Vũ Sách là cặp đôi song quỷ. Không nghi ngờ gì nữa, lối đánh của đội 2 sẽ biến hóa khôn lường. Về phần đội 1, vừa nhìn đã thấy ngay là một đội hình chuyên công. Trừ nhân vật thuật sĩ sách khắc tát nhĩ của Dụ Văn Châu thì 5 người còn lại không có lấy một nghề hỗ trợ nào. Kiếm khách giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên, thiện xạ nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải, Pháp Sư Nguyên Tố Phong Thành Yên Vũ của Sở Vân Tú hay bậc thầy Pháp súng Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Trang, tất cả đều là DPS, duy có ma kiếm sĩ vô lãng của Giang Ba Đào trong vị trí thay thế bổ sung là có sở trường về kiếm giao động và trận giao động có hiệu quả khá ổn về mặt khống chế mà thôi nhưng bàn về đội hình công kích thì đội một vừa có tay ngắn đến tay dài có một mục tiêu đến phạm vi rộng là một tổ hợp công kích toàn năng đội hình chuyên công này cũng không phải tự dưng mà xếp vậy đâu về phần một đội ngũ không có những nghề mang tính hỗ trợ hay khống chế cực kỳ quan trọng thì trong trận ngôi sao tụ hội thế này cũng là việc phải chịu những nhân vật và tuyển thủ chuyên tấn công luôn dễ dàng chiếm được lượng phen nhiều hơn cũng như tiền đạo trong đá bóng lúc nào cũng hấp dẫn hơn hậu vệ Đội ngũ được chọn lựa ngẫu nhiên chắc chắn không thể có suy tính và cách phối hợp trước như một chiến đội được, điều đó tạo nên một đội hình chuyên công thiếu hụt, đấy cũng là điều không thể tránh khỏi. Ngược lại, bên đội 2 lại gom toàn bộ cao thủ hỗ trợ, khống chế ít ỏi của ngôi sao tụ hội vào, đội hình của họ hoàn chỉnh hơn. Sau khi bình luận viên nhanh chóng phân tích lối sắp xếp đội hình của hai đội, khán giả cũng đã sốt sình xịch lên rồi. Ban tổ chức và bộ phận phát sóng cũng nhận ra đây là cao trào nhất của toàn bộ trận ngôi sao tụ hội vì thế cứ câu giờ cho tới khi đẩy không khí lên tới đỉnh điểm. Bấy giờ, hiệp đấu đoàn đội giữa các ngôi sao mới chính thức bắt đầu. 10 nhân vật đứng đầu các nghề lừng lẫy tiếng tăm của Vinh Quang gia nhập trận đấu. Chỉ huy đội 1 là Dụ Văn Châu, khả năng chỉ đạo của Vương Kiệt Hy đội 2 cũng không vừa, nhưng nhường lại cho Trương Tân Kiệt, và thế là hai bậc thầy chiến thuật mở đầu cho cuộc giao đấu, trận đấu này quả là vô cùng đã mắt. Đội 1 dàn đội hình xong thì xông thẳng vào giành thế công đội 2 cũng hiện rõ ý đồ rút lui để o ép đối phương, 5 người đồng loạt tản ra, mỗi người đều có vị trí của riêng mình trên bản đồ, chờ tuyển thủ đội một sông đến. Chiến thuật đương nhiên không thể để lộ cho đối thủ hay. Thế nhưng, trận chiến ngôi sao tụ hội vừa bày binh đã bị lộ vẹt. Vì màn hình đã chiếu hết cả lên, trên bục đấu của tuyển thủ cố ý làm một cửa sổ quan sát, nhằm giúp tuyển thủ có thể trải nghiệm được kỹ thuật hình chiếu 3D tiên tiến. Nhưng vào thời điểm này, chỉ cần nhìn hình chiếu 3D thôi, chiến thuật của đội 2 đã bại lộ sạch sành xanh. Đây cũng là điểm thiếu sót của ban tổ chức khi lần đầu sử dụng ảnh 3D. Chỉ vì muốn phát triển mà phá hủy cả quy tắc của trận đấu. chương 338, biết người biết ta. Để dễ nhớ, đội 1 bằng và GT, một là công bằng và GT, đội chủ yếu mấy đứa mạnh về công kích, yo. Bước tiếp đấy, đội 1 nhanh chóng điều chỉnh, người ngày ngày chơi vinh quang nhìn vào sẽ hiểu ngay ẩn ý, phát hiện đội một hoàn toàn thay đổi theo cách bố trí đội 2. Khán giả chưa từng lên bục đấu, nên không hề hay biết bục đấu đã tạo nên một sự hiểu nhầm to lớn đến thế. Nhất thời ai nấy đều kinh ngạc tán thưởng, còn tưởng do bậc thầy chiến thuật dụ văn châu của đội một liệu sự như thần, đoán được cách bố trí của đội 2. Còn người ủng hộ đội 2 vừa thấy tim mình hiện trông như bé cừu chờ bị làm thịt thì xôn xao cả lên, lòng đầy sốt ruột, chỉ hận không thể xông lên bục đấu túm lấy người chơi đội 2 để nhắc nhở. Nhìn thấy tuyển thủ đội một sắp đến gần, không ít khán giả lo lắng mà đứng hẳn lên, cho thấy phía đội 2 chuyển thành thế trận một phía, những người đang phân tản rộng đột nhiên tụ lại, bày ra thế trận lấy nhiều địch ít đối đầu đội một đang lao đến. Không ngờ phản ứng của đội một rất nhanh, lập tức bỏ chiến thuật cũ, cũng chuyển thành thế trận thu quân, chuẩn bị đối đầu trực tiếp với đội 2. Những khán giả hiểu trước chiến thuật trên khán đài vỗ tay rất nhiệt liệt, liên tục cảm thán không hổ danh hai bậc thầy chiến thuật, tính toán như thần. Bọn họ nào biết, người chỉ huy hai đội dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt đều đang cười gượng trên bục đấu. Bản thân thông minh, đối phương cũng không ngốc, trên thực tế hai phe đều nhìn hình chiếu 3D qua cửa sổ của bục đấu. Làm gì có ai đoán chuyện như thần, căn bản là xem bản đồ rồi bố trí thôi. Bởi người hai phe đều là cao thủ đứng đầu, tất nhiên thường được rèn luyện về mặt chiến thuật, dẫu không cùng đội thì việc phối hợp nhau cũng không quá lạ lắm. Sau khi nhận được lệnh thì hành động nhanh gọn, hai bên điều chỉnh mục tiêu tựa như đã hẹn nhau phối hợp trước người không biết nội tình chỉ thấy ảo diệu vô cùng dụ văn châu và trương tân kiệt phát hiện ra hai bên đều là người sáng suốt chắc chắn không dùng được những chiến thuật như kiểu đánh lén âm thầm dở chiêu bọc đánh hay cướp đường mà thần không biết quỷ không hay do đó chỉ có thể chia nhau lấy đá trọi đá nếu đối mặt trực tiếp trương tân kiệt cảm thấy đội mình đang chiếm ưu thế dù sao đội của họ tập trung toàn những nghề phối hợp hợp lý còn đội một là một đội mạnh về công kích có khả năng dùng sức mạnh khi dễ họ nhưng hiện tại hai bên đều là ngôi sao cao thủ, thực lực năm, năm, làm sao dễ dàng bị đối phương chèn ép chứ. Nghĩ như vậy, Trương Tân Kiệt không chơi trò gì mới lạ nữa, gửi xuống một mệnh lệnh, năm người đội 2 xếp thành trận hình chữ X chuẩn bị ninh đón. Khán giả cho rằng sắp đấu tới nơi rồi, ai rè đội một mở màn đầy khí thế lại chợt trở nên e rè, chẳng những không nghênh chiến còn bắt đầu rút quân, các bước di chuyển được tính toa trước này làm khán giả không hiểu gì cả. Mà càng khó hiểu hơn là, đội một rút, Đội 2 cũng đột nhiên dừng bước. Khán giả ngơ ngác nhìn nhau, màn chiến thuật đối đầu này ẩn chứa điều sâu xa gì chăng? Chả thằng nào hiểu cả. Khán giả không hiểu gì, Trương Tân Kiệt lại đầu đầy mồ hôi. Vì sao đội 2 đột nhiên dừng bước? Bởi sau khi đội 1 rút lui, hắn nhìn qua cửa sổ bục đấu, quả nhiên không nhìn thấy vị trí chuẩn xác của tuyển thủ đội 1 nữa. Một đội 5 người, bấy giờ lợi dụng góc độ cản trở tầm nhìn của hắn, cứ thế ẩn trốn hết. Trương Tân Kiệt cảm thấy hãi hùng. Hắn lập tức hiểu được tầm nhìn chiến lược của Dụ Văn Châu vẫn cao hơn hắn một bậc. Dụ Văn Châu đã sớm nghĩ đến sự khác biệt của trận này là hai bên chỉ huy có thể quan sát mọi cục diện thông qua hình chiếu 3D, đây là chuyện không thể nào trong những giải đấu thường. Mà trong đội hai có Trương Tân Kiệt, miếu bàn vụ ai sẽ làm chỉ huy. Thế nên, Dụ Văn Châu cố tình chú ý vị trí của Trương Tân Kiệt trên bục đấu, đoán ra góc chết khi nhìn ảnh 3D của hắn. Dụ Văn Châu đã lợi dụng điểm ấy để giấu cả năm người đội mình. Bấy giờ Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế không giống lúc trước nữa. Còn Trương Tân Kiệt lại không hề chú ý vị trí của Dụ Văn Châu trên bục đấu, hắn không thể đoán ra, đành tạm thời gọi đội hai dừng lại. Trương Tân Kiệt cũng không giấu giếm, lập tức nói rõ tình huống trước mắt. "Bên tôi có thể thấy được." Vương Kiệt Hy lập tức đáp, "Vị trí sáu người trên bục đấu không giống nhau, góc nhìn cửa sổ bất đồng, góc chết của Trương Tân Kiệt thì bên Vương Kiệt Hy vẫn có thể nhìn thấy." "Vậy cậu chỉ huy đi." Trương Tân Kiệt giao quyền chỉ huy. Nói là bậc thầy chiến thuật, song cũng không đồng nghĩa với việc có họ chỉ huy là thắng chắc, chẳng qua so ra thì, Trương Tân Kiệt chính là lựa chọn tốt hơn mà thôi. Bấy giờ gặp phải vấn đề khó, bèn nhường trước chỉ huy cho Vương Kiệt Hy, cũng không thể nói là thất bại báo trước được. Trương Tân Kiệt vẫn ở trong đội, giờ gặp phải đội một mai phục, bọn họ cũng không vội tiến lên. Sau khi Vương Kiệt Hy quan sát cách bố trí đội một, hiểu được tính toán của đối phương, đội hai hẳn nhiên theo đó mà điều chỉnh. Điều chỉnh rất đơn giản, mục đích chỉ là không phải chịu bất lợi gì họ cũng không muốn dựa vào việc thấy rõ cách bố trí của đối phương mà chiếm lợi bởi cuộc tranh tài này quá dễ thấu triệt sự thiết kế sai lầm của bục đấu khiến ai cũng biết người biết ta dù dụ văn châu từng bày kế mượn góc nhìn của trương tân kiệt nay lại lập tức thay người chỉ huy là vương kiệt hy thì mọi chuyện sẽ quay về điểm bắt đầu không ai dụ được ai dẫu qua mặt được vương kiệt hy thì còn có lý hiên đặng phục thăng những kẻ đấy không phải đội trưởng thì là đội phó người nào không thể độc bá một phương. Chẳng lẽ dụ văn châu định tìm hết góc chết trong tầm nhìn của họ. Nếu quả thật như vậy, e rằng vùng di chuyển của chúng sẽ bị co lại, không cách nào dùng chiến thuật đánh lén tiếp được. Màn đọ sức này quả thật thể hiện hết công lực của cao thủ hai bên. Có điều, khán giả có mặt tại nhà thi đấu lại không hiểu mấy. Chỉ những người vừa là cao thủ, vừa từng lên bục đấu như Diệp Tu nhìn thấy hành động của hai đội mới lập tức hiểu ngay cục diện bố trí kỳ quái của họ, cũng nhịn không được mà xem như cho hai ai ra, làm vậy thiệt vô nghĩa, ông thấy tôi, tôi cũng thấy ông, chơi trốn tìm sao. Dứt khoát cùng nhảy ra, chúng ta đánh võ đài nào, một đối một. Hai bên còn chưa giao đấu trực diện, miệng pháo của Hoàng Thiếu Thiên đội một đã bắt đầu bắn liên thanh, liến thoáng một tràng. Hình chiếu không thấy những chữ ấy, nhưng trên màn hình trực tiếp và máy tính của tuyển thủ chuyên nghiệp lại thấy rõ ràng. Những hàng chữ bay ra với tốc độ cao, Hoàng Thiếu Thiên đề nghị mọi người cứ đứng ra sâu lâu từng đôi một đi. Có dám không hả? nhào vào không sợ chứ gì chẳng lẽ mấy chú muốn mình anh đánh hai em sao đội một không ai lên tiếng hoàng thiếu thiên bèn diếu cợt hết mình ý chỉ đội hai quá bất lực không dám tiếp chiến rất nhiều khán giả không được bình tĩnh như tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu kích động lên đội một khinh đội hai là lũ yếu hèn đội hai lại mắng hoàng thiếu thiên không có tính chuyên nghiệp tự nhiên đang đánh đoàn đội mà đòi sâu lâu trong thoáng chốc trên trận còn chưa có gì cả khán đài đã sặc mùi thuốc súng thiếu điều muốn đánh nhau đội hai vẫn giữ bình tĩnh một phần là do thói quen còn lại là hoàng thiếu thiên diếu thì cứ diếu cơ mà hắn nói không sai quả thực đội hai không dám đấu một trọi một còn phải xem cách bố trí đội ngũ nữa tập thể luân phiên đội hai có đủ nghề hỗ trợ và nghề khống chế hoàn mỹ vô cùng nhưng nếu là sâu lâu nhân vật của đám đội một chuyên về bạo lực để mục sư hỗ trợ như trương tân kiệt lên chẳng khác gì biếu không luôn nên sao đội hai có thể đồng ý sâu lâu chứ nhưng không rút lui được Hoàng Thiếu Thiên cũng hiểu rõ điểm này của họ, biết rõ họ sẽ không đáp ứng, nên Spam chiêu chọc cho sướng miệng, đây cũng là phong cách của hắn ta. Đội 2 cũng toàn tuyển thủ ngôi sao, không đến mức bị hắn dễ dàng kích động, cả đám chỉ âm thầm cười khổ. Mà đội 2 quả thật có người muốn sông lên sống mái cùng Hoàng Thiếu Thiên, nhưng bất đắc dĩ là Hàn Văn Thanh còn đang ngồi ghế bổ sung đó. Để mặc Hoàng Thiếu Thiên bắn ráp mãi cũng không ổn, đến cùng thì mặt mũi sẽ không còn. Đội 2 nhanh chóng tiến lên trước, chẳng ngờ đội một tựa như hài lòng việc hoàng thiếu thiên chiếm lợi bằng võ mồm không chiến mà tránh lui hết về sau nếu đội hai có người thích nói lời rác rưởi thì sớm đã mắng hành vi này của đội một nhưng vấn đề là không ai trong năm người đội hai thích nói lời rác rưởi kết quả đội một có vô rác rưởi kênh công cộng hoàn toàn bị đội một chiếm lĩnh lui 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 đội một cứ lui về sau đội hai một đường tiến tới lời rác rưởi đòn tấn công tâm lý này có phát huy tác dụng không có khi ngay cả đương sự cũng không rõ đội hai cho rằng mình có thể rất bình tĩnh khi đối mặt với Hoàng Thiếu Thiên, nhưng trong mắt của người ngoài cuộc, họ đang vội vàng muốn giao chiến cùng đội một, vậy thành thử ra mấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng gây tác dụng thúc giục. Đội hai tiến thẳng tới, lúc sắp sửa tiếp chiến, năm người đội một bất chợt tản ra bốn phương tám hướng. Đội hai còn chưa kịp hoàn hồn, trong tầm nhìn đã không một bóng người. Năm người dường như đã theo thói quen mà nhìn sang nghìn chiếu 3D qua cửa sổ bục đấu ngay lập tức. Không có, không có, không có. Tôi cũng không có, không có, năm người trao đổi tin tức xong, lập tức kinh hãi, đối phương thật sự có thể trốn vào từng góc chết của tất cả bọn họ sao? Mau lui lại, Trương Tân Kiệt lập tức kêu lên, hắn đã phát hiện đây là bố trí của đối phương, tựa như đang cố ý dẫn họ tới đây, chẳng lẽ chỗ này là? Trương Tân Kiệt vừa lui về sau cùng mọi người, vừa dựa vào ảnh 3D mà tỉ mỉ quan sát nơi địa hình cả bọn đang đứng, cố ngẫm xem những góc chết nào mà họ không nhìn đến được. Mọi người hãy giữ vững khoảng cách của nhau. Trương Tân Kiệt nhanh chóng nhắc nhở một câu, hắn phát hiện đối phương quả thật có rất nhiều góc chết để mai phục trong khu vực này. Nhưng vào lúc này, cú đánh đầu tiên của trận đã chính thức bắt đầu. Một tiếng vèo vang lên, đội hai nhanh nhạy bước dài, một súng laser cắt ngang đội hình của họ thành hai nửa. Ha ha ha, cuối cùng có thể ra tay rồi. Bong bóng thoại nổi lên từ đầu giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên không biết nhảy từ góc nào ra, một chiêu ngân quang lạc nhẫn bổ thẳng xuống năm người từ trên không. Chương 339, hạn chế của hai bên. Nếu chỉ dính một cú bất ngờ là chết, thì những người thuộc đội 2 đã phí hoài cái danh ngôi sao tụ hội rồi. Ngân quang lạc nhẫn của Hoàng Thiếu Thiên tới bất ngờ, nhưng phản ứng tuyển thủ nhóm 2 lại không chút chậm trễ. Kỵ sĩ sống đơn độc của đội Phó Vi Thảo đặng phục thăng nhảy ra, nâng lá chắn thẳng mặt đón đỡ, đồng thời cũng là kỹ năng kỵ sĩ, lá chắn phản. Lá chắn phản là kỹ năng mang tính cưỡng chế của hệ thống. Khi công kích va vào lá chắn phản thương tổn và hiệu quả của nó sẽ phản về phía người công kích theo một tỷ lệ nhất định nói đúng ra đây là một kỹ năng phòng ngự khá biến thái ngân quang lạc nhẫn tuy dáng từ trên trời nhưng gặp lá chắn phản nó nhất định không thể giáng xuống chịu phải chấn động bắn ngược càng sẽ bị kích ra hiệu quả lơ lửng hoàng thiếu thiên thân kinh bách chiến sao lại không rõ điểm ấy hủy bỏ kỹ năng trên không trung ngay tức khắc không đánh ngân quang lạc nhẫn nữa chuyển sang lạc phượng trảm theo đà mà lướt qua sống đơn độc rồi chém xuống Thời gian lơ lửng quá ngắn, một loạt thao tác của Hoàng Thiếu Thiên, khán giả vinh quang ai ai không biết đó không phải chuyện mà người thường có thể làm, nhất thời ảo ạt tiếng vỗ tay. Đặng Phục Thăng không thể lấy lá chắn phản tiếp lạc phượng chảm nữa, hướng đánh thay đổi làm đổi luôn vị trí, tương đương với việc phải dùng lại kỹ năng, hiện giờ lá chắn phản còn đang phục hồi, kiếm đâu ra cái thứ hai để xài đây. Nhưng tuyển thủ đội 2 không chỉ có mỗi mình hắn, vương bất lưu hành của vương kiệt hy mặc trường bào pháp sư màu đen, đầu đội mũ phù thủy, lúc này nhảy bước nhỏ sang bên, rồi vung tay lên, áo choàng bóng đêm cuốn lấy giả dạ vũ thanh phiền đang chém lạc phường chảm xuống. Áo choàng bóng đêm xem như là kỹ năng loại bắt lấy, tương đối mạnh mẽ. Vương Kiệt Hy dám dùng nó lên lạc phường chảm của giả dạ vũ thanh phiền, ắt đã chắc chắn 10 phần rằng mình sẽ phá được nó. Ngay chính lúc này, một tiếng súng vang lên, nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải vọt ra trong lúc nã đạn không ngừng. Giữa quá trình di động cực nhanh, họng súng vẫn không rời khỏi vương bất lưu hành của Vương Kiệt Hy nếu Vương Kiệt Hy còn gắng sử dụng áo choàng bóng đêm, tất phải chịu thương nặng bởi Chu Trạch Khải. Quyết đoán, Vương Kiệt Hy hủy bỏ áo choàng bóng đêm rồi nhảy lùi. Sống đơn độc của Đặng Phục Thăng cũng vừa khéo đổi vị trí với anh ta. Tấm khiên của sống đơn độc đỡ những cú bắn liên tục từ Chu Trạch Khải. Lạc Phượng chạm phía Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa bị cản lại, nhưng mục tiêu chém xuống đã mất đi, kích này thành thử chém vào khoảng không. Lý Hiên và Ngô Vũ Sách cũng không dỗi tay, vừa mở băng trận, vừa mở viêm trận, hai quỷ đập trận băng hỏa hai tầng phối hợp cùng nhau bao lấy giả dạ vũ thanh phiền đang đáp xuống đất. Hoàng thiếu thiên có bản lĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi loại kỹ năng bố trí kết giới trên đất. Chiến đội hư không lấy quỷ kiếm sĩ làm chủ, phùng sơn quỷ khấp của Lý Hiên được xưng là trận quỷ đứng đầu, quỷ khắc của ngô vũ sách cũng là một tài khoản quỷ kiếm sĩ được dày công tạo nên. Băng trận viêm trận của hai nhân vật này, thứ quỷ trận mở bởi quỷ kiếm sĩ tầm thường trong game sao có thể sánh kịp. Chỉ mỗi thái đao tứ luân thiên vũ được cường hóa ba thuộc tính băng hỏa ám trong tay phùng sơn quỷ khấp, mở trận ra đã mạnh hơn quỷ kiếm sĩ bình thường một tỷ lệ nhất định rồi. Dù là giả vũ thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên, bị quỷ trận của nhị quỷ nhốt lại, tức thì cũng phải gian nan cất bước. Nếu chỉ mỗi viêm trận, vậy Hoàng Thiếu Thiên có thể né đám quỷ lửa nhỏ bằng thao tác cao siêu, nhưng lúc này còn lồng thêm băng trận ghê hồn của phùng sơn quỷ khấp phía trên, không đóng băng lập tức, nhưng cũng chỉ hoãn tốc độ hành động của giả vũ thanh phiền, di động chậm chạp, làm sao tránh được đám quỷ lửa? Lũ quỷ nhỏ nháy mắt ôm choàng lấy giả dạ vũ thanh phiền, bùng nổ khiến quanh người hắn trên dưới đều bốc lửa tím tán loạn. Giả dạ vũ thanh phiền bị vây, cả đội hai toan nhào lên hội đồng. Đột nhiên, ầm một tiếng, đất phẳng nổi mấy lớp tường băng, cùng bảo vệ giả dạ vũ thanh phiền ở giữa. Đại pháp sư nguyên tố phong thành yên vũ của sở vân tú cuối cùng đã ra tay. Lui, trương tân kiệt vội hét to, nhưng những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm vốn dĩ không cần hắn nhắc nhở, họ đã phân tán bốn phía từ sớm. Quả nhiên, Phong Thành Yên Vũ sớm đã phất tay đọc phép, âm, tường băng vỡ vụn, hóa thân thành vô số băng nhũ bay tán loạn. Nhưng cả đội hai thối lùi đúng lúc, dính phải một hai cái băng nhũ cũng có thể xem nhẹ. Giữa hàng băng nhũ tứ phía, giả vô thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên đã dùng tam đoạn trảm mở đường vào xa, tựa hồ còn nhanh hơn cả băng nhũ, thoát cái đã vò tới bên cạnh phùng sơn quỷ khấp. Phùng sơn quỷ khấp có quỷ trận vượt trội mấy, nhưng giả vũ thanh phiền mang danh kiếm thánh, vậy càng không phải là người mà kiếm khách tầm thường có thể sánh bằng. Tam đoạn chảm sông tới, ánh kiếm như một đường sao xẹt, đảo mắt đã áp sát phùng sơn quỷ khấp, hiển nhiên, trang bị của giả vũ thanh phiền đã được tăng mạnh tốc độ di chuyển. Nâng kiếm xiên lên, lần này không ai cứu nổi, phùng sơn quỷ khấp bị hất lên không chung. Lý Hiên vội điều chỉnh muốn phá trạng thái lơ lửng, nào ngờ một pháo bay tới từ xa, chính là đạn pháo từ mộc vũ tranh phong của tô mộc tranh đưa tặng. Đối với công kích bên tô mộc tranh, các tuyển thủ đội 2 có chút bó tay. Tổ hợp nghề của họ, mà đạo học giả, kỵ sĩ, hai quỷ kiếm sĩ, còn thêm một mục sư, căn bản là không ai có thể chống lại công kích tầm xa của bậc thầy pháo súng. Luận về năng lực tấn công, đội 2 không thể đánh đồng như đội 1, bọn họ cần phối hợp đoàn thể, dùng cách đấu kéo dài liên tục hòng hao mòn đội 1. Công kích cự ly xa sẽ khiến họ bó tay, nhưng họ tuyệt đối sẽ không rối loạn chiến thuật vì nó. Dưới sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt, Tuyển thủ đội 2 cũng không gấp rút đi vây quét Tô Mộc Tranh đang thản nhiên đứng nổ pháo về phía họ, mà vội đi cứu viện Phùng Sơn Quỷ Khấp còn lơ lửng giữa trời. Phùng Sơn Quỷ Khấp của Lý Hiên bị hất lên trời đến giờ vẫn chưa rơi xuống. Hoàng Thiếu Thiên đã hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai là Tô Mộc Tranh một pháo đẩy hắn ra khỏi vòng tròn đoàn thể của đội 2, người tiếp theo là Chu Trạch Khải, kỹ xảo áp súng tài năng sẽ đẩy Phùng Sơn Quỷ Khấp ra xa hơn, mục đích hiển nhiên là muốn cho người này lạc đàn. Đội 2 vội tới cứu nhưng không dễ dàng như vậy pháp sư nguyên tố sở vân tú không ngừng quăng phép công kích diện rộng cản trở bước đường của họ dạ vũ thanh phiền của hoàng thiếu thiên quấn quanh người họ vừa đánh loạn vừa đeo theo một đống bong bóng thoại khiến phiền càng thêm phiền bậc thầy pháo súng của tô mộc tranh mặt khác cũng dí theo sau họ quăng đạn pháo người đội hai chỉ đành cắn răng né đi lý hiên là tuyển thủ có đẳng cấp ngôi sao đại thần quỷ kiếm sĩ đứng đầu không hẳn không có biện pháp đối phó với áp súng nhưng vấn đề là thứ hắn phải đỡ bây giờ không chỉ mỗi áp súng. Dụ Văn Châu, chỉ huy đội một, người không tham dự cuộc chiến dữ dội khi nãy, lúc này mới bùng dậy. Thuật sĩ sách khắc tát nhĩ không nhanh không chậm thi triển các loại pháp thuật, lời nguyên. Động tác không mau, nhưng cực chuẩn, hơn nữa còn rất đúng thời điểm phối hợp với màn bắn liên tục của Chu Trạch Khải. Thật khiến người ta không thể tin nổi rằng, hai người này là đối thủ chưa từng phối hợp cùng nhau. Hai tuyển thủ hàng đầu liên thủ ra chiêu, phối hợp cực tinh diệu, một mình Lý Hiên thật có phần chống không nổi. Lúc này hắn có thể trụ lại, cũng là nhờ vào ưu thế nhân vật. Tính kháng hệ ám của quỷ kiếm sĩ khá cao, mà đa số lời nguyền và pháp thuật của thuật sĩ đều là hệ ám, cứ ném vào phùng sơn quỷ khấp thì yếu đi không ít bởi vấn đề kháng thể. Chuyện này, vốn dĩ có thể giải quyết bằng cách gia tăng tiết tấu, thế nhưng, toàn vinh quang đều biết vị đại thần dụ Văn Châu này nổi danh tay tàn, bạn bảo ổng làm gì cũng vô tư, bảo ổng gia tăng tiết tấu. Xin lỗi, tốc độ tay không theo kịp, đây là tổn thương nặng, không thể giải quyết bằng khía cạnh nào. Nhưng cứ cố chịu thế này, cùng lắm chỉ kéo dài thêm chút mà thôi. Trận quỷ vốn là nhân vật không thiên về sâu lâu, huống chi lúc này còn một đấu hai, hơn nữa còn bị vây trong cục diện cực kỳ bất lợi. Lý Hiện cần cứu viện cấp bách, hiểm nỗi cứu viện mãi thong dong. Đội 2 có được toàn thể hệ khá mạnh, nhưng cũng xuất hiện một hạn chế cực rõ rệt, chính là khoảng cách công kích. Tô Mộc Tranh không phải là nhân vật có thể bỏ lơ tùy ý, cô còn là vai phụ quen chạy bên cạnh Diệp Tu, thiết đặt nhân vật của cô lúc này cực kỳ trên cơ. Cách dụ văn châu chỉ huy, đã giúp mọi người phát huy hết thảy ưu thế và đặc điểm của mình. Chẳng hạn như Hoàng Thiếu Thiên, hiện giờ vừa đánh lung tung vừa gây rối Gây rối là để đối thủ bực dọc, còn có ai biết cách ức chế người hơn Hoàng Thiếu Thiên. Đây chính là công kích kép, hàng bóng thoại miên man kia, khán giả đương trường đã bắt đầu chịu không thấu. Đội hai gian nan bước tới, một chiêu cũng không đánh. Viện quân mình ngóng chờ không tới kịp, dưới sự liên thủ áp chế của hai người, Lý Hiên đã tử trận. Phen đội một lập tức vỗ tay ảo ảo, cảm thấy trận đấu đoàn đội này hoàn toàn xứng đáng với giá vé đã bỏ ra. Phùng sơn quỷ khấp của Lý Hiên vừa tạch, Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhanh nhạy bước ra, tránh cho mình trở thành mục tiêu công kích thuận tay gần nhất của phe địch. Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh lúc này cũng thay đổi chiến lược. Không ngờ đội hai lại nhân lúc họ điều chỉnh mà đột ngột phá vỡ hạn chế trước đó, bốn người đồng thời xuất hiện, lập tức chặn lại sách khắc tát nghĩ của dụ văn châu muốn thoát khỏi vòng vây không chỉ dựa vào mỗi kinh nghiệm và phán đoán là xong có kinh nghiệm có sức phán đoán nhưng cũng cần đủ tốc độ tay để thực hiện ý muốn của mình đây quả quyết đã đâm chúng vào tử huyệt của dụ văn châu tình cảnh hiện nay hỏng cực kỳ dụ văn châu bắt đầu bị bốn người hội đồng một phen thế nhưng cứu viện đội một không vướng trở ngại như đội hai nhất súng xuyên mây của chu trạch khải cách đấy không xa trượt lên một cái vào thẳng vào giữa vòng vây khán đài hốt hoảng kêu lên, đều cho rằng đây chính là hành vi tự sát. Kết quả chỉ thấy nhất súng xuyên mây đứng dậy nhảy bước nhỏ, tránh thoát một công kích, cũng rút hai cây súng, giao nhau trước ngực, lưỡi lửa bay loạn. Kỹ năng thiện xạ, loạn xạ, xoay người, dịch chuyển, hoặc duỗi hai tay ra, hoặc giao nhau trước ngực, tư thế nhất súng xuyên mây biến hóa không ngớt, dĩ nhiên là Chu Trạch Khải đang dùng thao tác kiểm soát loạn xạ. Tiếng súng liên thanh, đạn bay tứ tung, bốn tuyển thủ đội 2 đều bị đánh văng ra ngoài ngô Vũ sách nhanh chóng điều khiển quỷ khắc nhảy lùi hòng thoát khỏi phạm vi công kích nào ngờ nhảy lên thế mà không đáp được chân xuống khán đài lại hoảng hốt lần nữa chu trạch khải lại có thể dùng kỹ xảo áp súng giữa lúc thao tác loạn xạ